toàn thế giới. Tôi muốn có nhân quyền, tôi muốn có tự do. Nơi ngục tù riêng không, tham vọng lời thống thiết. Mong lãnh tụ nhân quyền để thắp sáng về nhà. Quyền về thắp sáng quê nhà. Hồi tam sau là những đón tháng đồng. Và từ đó lan dần thành biển lửa mênh mông. Hồi tam bốn sau là những trái tim đồng. Liên kết bao tấm lòng vì tổ quốc trồng màu. Ngày thứ bảy ngày 20 tháng 12 năm 2014, diễn đàn điện trợ khối 8406 và phong trào dân chủ Việt Nam hân hạnh hợp tác sinh hoạt hội luận 8406 với diễn đàn Thành Mỏ, quý đài radio, các website. Hân hạnh được đón tiếp linh mục Phêrô Phan Văn Lợi vì đại diện cho ban điều hành khối 8406, luật sư Lâm Trấn Thọ đặc biệt quan tâm về hiệp định Paris 1973, quý bậc trưởng thượng, quý đài radio và các website. Đề tài hội luận hôm nay: Thượng viện Canada mở hội nghị về hiệp định Paris 1973 về Việt Nam Cộng Hòa và Biển Đông, do luật sư Lâm Trấn Thọ trình bày và đặt cách hội luận. Để mở đầu chương trình,
Mời quý thân hữu cùng giơ tay lên trong nghi thức khai mạc. Lễ chào cờ Việt Nam tự do bắt đầu. Đời nhà Trần ba lần đánh đuổi giặc Nguyên, vua Lê Lợi Nguyễn Trãi đánh đuổi giặc Minh, vua Quang Trung diệt Tông Thanh. Để tưởng nhớ 74 chiến sĩ hải quân quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã tử trận trong trận hải chiến Hoàng Sa năm 1974 chống Trung Cộng xâm lược. Chúng ta cầu nguyện cho các chiến sĩ dân chủ nhân quyền, dân oan khiếu kiện, dân oan tôn giáo, các bạn trẻ sinh viên yêu nước đang bị bạo quyền Việt Cộng trù dập hoặc đang chịu đày ải trong các trại tù. Phúc cầu nguyện và mặc niệm bắt đầu. Xin thay mặt cho diễn đàn điện cờ khối 8406 và phong trào dân chủ Việt Nam, xin chân thành cảm ơn quý bậc trưởng thượng và quý thân hữu đã giơ tay lên trong nghi thức khai mạc. Và bây giờ thì xin mời quý thân hữu chúng ta tạm thời bỏ tay xuống. Như thường lệ, buổi hội luận hôm nay là buổi hội luận thứ 336A, có nghĩa là ngày mai có buổi hội luận 336B trên diễn đàn bạn. Và đã trên 336 buổi hội luận, chúng ta luôn luôn có một tiếng nói từ trong cuộc nổi. Một người đấu tranh kiên cường, là người chủ biên cho cái tờ Ngôn Tự Do Ngôn Luận ở trong cuộc nổi, có số phát hành bằng giấy báo là 30.000 số ở trong cuộc nổi và trên các cái phương tiện Internet toàn cầu. Linh mục Phêrô Phan Văn Lợi sẽ đến với chúng ta để mở đầu
nói đôi lời mở đầu cho buổi hội luận hôm nay. Đó cũng là lời chào đón chúng ta, chào đón luật sư Lâm Trấn Thọ, chào đón tất cả quý bậc trưởng thượng, và cũng là một cái sự nối tiếp giữa công cuộc đấu tranh của chúng ta trong quốc nội và hải ngoại. Có lẽ là cái đường nét, phong pháp nét của linh mục Phêrô Phan Văn Lợi ở trong Huế nó rất là yếu, thành thử là việc tạm thời sử dụng bằng đường iPhone. Xin các bạn chờ đợi trong giây lát. Xin các bạn chờ đợi trong giây lát, và một số vị còn đang giơ tay thì chúng ta có thể tạm thời bỏ tay xuống. Vâng, xin mời cha. Dạ vâng, xin mời cha. iPhone của cha bị trở ngại. Đặc biệt cũng nhân cơ hội này xin cảm ơn cha. Dẫu sao thì iPhone bị cắt thì cũng chào thua thôi. Và bây giờ thì kính thưa quý bậc trưởng thượng và quý thân hữu trên diễn đàn Hàn Mõ và trên các phương tiện truyền thông đăng link vào chương trình hội luận hôm nay. Hôm nay cũng là ngày 20 rồi, chúng ta còn có 5 ngày nữa là mừng Chúa Giáng sinh.
một biến cố, một nghi lễ thật là quan trọng của những người theo Thiên Chúa giáo. Và trong suốt 22.000 năm qua, ngày Giáng sinh hàng năm vẫn tiếp tục đến với nhân loại. Và trong một cái câu chúng ta vẫn thường nghe hát, và câu đó cũng thường đánh động tâm tư chúng ta: vinh danh Thiên Chúa trên trời, bằng an dưới thế cho người được Chúa thương, hay là bằng an dưới thế cho người thiện tâm, và đặc biệt bằng an cho những người đang đi tìm kiếm sự thật, nhất là sự thật cho quê hương chúng ta. Sự thật cho quê hương chúng ta là một cái sự thật: quê hương chúng ta có quyền độc lập, quê hương chúng ta có quyền có tự do, quê hương chúng ta có quyền có dân chủ, quê hương chúng ta người dân được quyền sống cho ra con người xứng với phẩm giá con người. Sự thật đó suốt 40 năm qua tại miền Nam và 70 năm qua trên cả nước, Việt Cộng đã xóa mất cái sự thật đó, hủy hoại cái sự thật đó, và đưa vào một cái sự thật giá cả, đó là độc lập, tự do, hạnh phúc. Độc lập thì mất nước, tự do thì nhốt người vào tù, và hạnh phúc thì cả nước sống bê bết hiện nay. Và sự thật đó là sự thật Đảng Cộng sản bá nước hại dân. Chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ niềm vui mừng mùa Giáng sinh đang tới, và bình an cho những người thiện tâm, những người như chúng ta, và những người đang tranh đấu cho một đất nước Việt Nam có tự do dân chủ. Đó là những người thiện tâm nhất. Xin kính mời tất cả chúng ta cùng chia sẻ bản nhạc Hang Belem của nhạc sĩ Hải Linh, và được trình bày bởi ca đoàn Trùng Dương.
Lạc Việt một lần nữa xin thay mặt cho diễn đàn nhiệm kỳ khối 8406 và phong trào dân chủ Việt Nam cũng như diễn đàn Thành Mỏ Việt Nam Sinh Hoạt Live xin trân trọng kính chúc tất cả quý bậc trường thượng và quý thân hữu trên các diễn đàn một mùa Giáng sinh an bình và một năm mới thịnh đạt. Và cũng nhân kỷ niệm dỗ đầu năm của ca nhạc sĩ Việt Dũng, chúng ta cũng cầu xin cho linh hồn của anh Việt Dũng về hưởng nhan Thánh Chúa, đặc biệt là nhan Thánh Chúa Hài Đồng năm 2014 hôm nay. Và kính thưa quý thân hữu, như lời giới thiệu của linh mục Phêrô Phan Văn Lợi, đặc biệt về Hiệp định Paris 1973 về Việt Nam Cộng Hòa và Biển Đông, mà đặc biệt Thượng viện Canada đã đưa vấn đề ra trước Thượng viện để có thể mở một hội nghị và bàn thảo về vấn đề này. Sự thật và diễn biến như thế nào hôm nay chúng ta thật là may mắn có luật sư Lâm Tấn Thọ đến để chia sẻ chúng ta về đề tài này, bởi vì ông là một người thật là kiên tâm, đã nhiều năm làm việc thật là cật lực để mà coi như thay mặt cho Việt Nam Cộng Hòa đưa cái tài liệu về thềm lục địa của Biển Đông của Việt Nam vào Liên Hiệp Quốc, một việc mà Việt Cộng từ chối không làm bởi vì rất sợ quan thần Trung Cộng. Hôm nay luật sư Lâm Tấn Thọ lại may mắn là người ở Canada, và ông cũng là một nhân vật quan trọng đã có mặt trong Thượng viện Canada để bàn thảo về vấn đề này. Lạc Việt một lần nữa xin trân trọng giới thiệu với tất cả quý bậc trưởng thượng và quý thân hữu trên các diễn đàn luật sư Lâm Tấn Thọ. Xin kính mời luật sư. Vâng, xin cảm ơn anh Lạc Việt và xin chào quý vị đang có mặt ở trong diễn đàn Thằng Mỏ. Trước khi tôi bắt đầu thì tôi lợi dụng cơ hội này để chúc cho quý vị một mùa Giáng sinh an lành và chúc cho đất nước của chúng ta như trong cái bài hát mà chuyến đò vĩ tuyến của nhạc sĩ Lâm Phương có hai cái câu mà nó rất là tâm đắc, đó là mong cho dân Nam về Thăng Long để sưởi ấm lòng người. Tôi không có thuộc lòng cái bài hát đó, nhưng mà cái đại ý nói là mong rằng sẽ có một cuộc đổi đời ở Thăng Long để cho đất nước của chúng ta được ngẩng mặt với thế giới. Thì thưa quý vị, cũng như quý vị đã biết là đã có một cái cuộc hội nghị bàn tròn ở tại Thượng viện Canada được tổ chức với sự giúp sức và đắc lực của nhiều người, nhưng mà đặc biệt phải nói đến Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải. Thì quý vị đã có dịp đọc những cái bài tóm tắt của nhà báo Vi Anh, của nhà báo Tâm Việt, và ở trên Internet đã có nhiều YouTube gửi những cái cuộc họp đó lên trên Internet để quý vị cùng tham khảo. Thành ra những cái chi tiết thì nếu quý vị muốn biết hơn nữa thì quý vị có thể vô coi trong những cái YouTube đó. Nhưng mà đặc biệt tại sao bữa nay tôi lại đến đây để hầu chuyện cùng quý vị, là vì cũng như quý vị đã biết, tôi đeo đuổi theo cái giấc mộng này, cái giấc mơ này đã 15 năm. Và những cái gì tôi nói ngày hôm nay
tôi đã lặp đi lặp lại trong vòng 15 năm nay. Không có cái gì mà nó tự nhiên nó đến cả. Tất cả đều là do cái sự nhẫn nại. Tôi học được một bài học là phải nhẫn nại. Nhưng mà đặc biệt tôi đến đây để hầu chuyện cùng quý vị là vì cái cảm tình đặc biệt của tôi đối với khối 8406 mà tôi không có xa lạ gì. Và đặc biệt là đối với anh Lạc Việt. Nhưng mà có một cái điều nữa tôi thú thật với quý vị là tại vì anh Lạc Việt là cái người đem lại cho tôi rất nhiều may mắn. Tôi còn nhớ năm 2008, ngày 28 tới tháng 2, sau khi mà chờ đợi coi Cộng sản Việt Nam có nộp cái hồ sơ để nới rộng cái thềm lục địa của chúng ta ra 350 hải lý hay không, để mà đòi cái quyền lợi cho Việt Nam, thì đến ngày 28 tây tháng 2 năm 2008 họ chưa có nhúc nhích. Mà cái ngày, cái thời hạn cuối cùng được đặt ra bởi cái ủy ban định ranh thềm lục địa 13 tây tháng 5 2009, tức là chỉ còn có 5 tháng, thì 5 tháng mấy ngày đó. Thì lúc đó tôi có vận động cố Thủ tướng Nguyễn Bá Cẩn, lúc đó còn xin tiền, và tôi có lên cái diễn đàn của anh Lạc Việt để mà kêu gọi những người có tài, có hiểu biết về chuyên môn để cùng thành lập một ủy ban để mà cùng nhau viết cái hồ sơ thềm lục địa để nộp cho Liên Hiệp Quốc, cho cái ủy ban định ranh thềm lục địa. Thì thú thật với quý vị, nhờ cái buổi họp ngày 28 tây tháng 2 tháng 12, tức là cùng một tháng, cùng gần cái lần này là gần Giáng sinh, nhưng mà lần đó là sau Giáng sinh 3 ngày. Và nhờ cái diễn đàn đó, chúng ta được cái sự tham dự của hạm trưởng Vũ Sang, của một số người có những kiến thức để giúp cho chúng ta làm cái hồ sơ để nộp lên cái ủy ban định ranh thềm lục địa. Và chúng ta đã nộp được cái hồ sơ đó nhờ cái tính cách pháp lý, cái tính cách quốc gia của Việt Nam Cộng Hòa, mà đại diện cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa, tức là cố Thủ tướng Nguyễn Bá Cẩn. Nhưng mà chúng ta cũng không quên rằng nhờ ông bây giờ đó, thì ông ấy đã mất, thành ra không có cái gì cấm chúng ta nói tới tên của ông ta. Phải nói đến ông đại sứ Hoa Kỳ Williamson ở tại Liên Hợp Quốc, là cái người đã giúp cho chúng ta đưa cái hồ sơ đó tránh những cái rào cản của Cộng sản Việt Nam. Cũng như quý vị biết, có một tổ chức gọi là tổ chức Sông Hương cũng đã nộp một cái hồ sơ vô trong cái ủy ban định ranh thềm lục địa. Nhưng mà vì không có cái tính cách quốc gia cho nên hồ sơ đó bị trả về. Thì đại sứ, tòa đại sứ Cộng sản Việt Nam và hỏi rằng đó có phải là cái hồ sơ của quý vị không? Thì Cộng sản Việt Nam cho nói cho Liên Hợp Quốc rằng từ đại sắp đến những cái hồ sơ nào của
Việt Nam thì phải đi qua họ, và họ chặn tất cả những cái ngõ để vô Liên Hiệp Quốc. Nhưng mà nhờ một người bạn của chúng ta là tiến sĩ Hà Văn Hải, thì người bạn của cái tiến sĩ Hà Văn Hải là ông Williamson đã giúp chúng ta một cái cách chỉ cho chúng ta phải gửi hồ sơ như thế nào. Thì bây giờ ông đã mất, thì chúng ta cũng nhớ đến ông. Đó là cái lý do tại sao mà tôi nói rằng anh Lạc Việt và cái chương trình 8406, chương trình hội luận 8406 của phong trào 8406 giúp hay là đem lại may mắn cho tôi là tại vậy. Chính vì lý do đó tôi cũng mong rằng cũng như năm 2008, cái cuộc hội luận này nó sẽ đem lại cái may mắn cho những gì chúng ta muốn làm. Để bắt đầu, trước khi mà đi vô cái đề tài, xin cho tôi nói vòng vo một chút. Như quý vị đã nghe, cái bản quốc ca nó có những cái câu này nó làm cho chúng ta phải vô cùng cảm động. Cái bài quốc ca của chúng ta bắt đầu cái gì? Bắt đầu một cái câu: này công dân ơi, quốc gia đến ngày giải phóng. Nó thật là đúng tình, đúng lý, cảnh. Và cuối cùng, cái bài quốc ca đó kêu gọi người công dân Việt Nam Cộng Hòa phải mau hiến thân dưới cờ. Để làm gì? Để giải phóng đất nước. Đất nước đây trước hết là đất nước Việt Nam Cộng Hòa, và sau đó sẽ là toàn cõi Việt Nam. Giải phóng bằng cách nào? Có người nói là dân chủ quá, nhưng mà tôi thì tôi dùng cái chữ giải phóng. Trong cái chữ giải phóng của tôi đó, nó có tiềm ẩn cái khái niệm dân chủ quá. Và quan trọng hơn nữa là phải đòi lại lãnh thổ, lãnh hải mà Việt Nam tóm lại. Chúng ta có hai mục tiêu tối thượng khi nói tới giải phóng là dân chủ hóa đất nước và đòi Hoàng Sa, Trường Sa. Nhưng mà dân chủ hóa đất nước thì cái quan niệm đó nó quá trừu tượng. Mỗi người hiểu một cách, nhưng mà khi nói đến dân chủ quá là mọi người đều hiểu rằng phải có bầu cử tự do. Thế thì phải làm sao để vừa có bầu cử tự do và vừa đòi lại Hoàng Sa, Trường Sa, trong lúc chúng ta không có một tất sắc, chúng ta không có khả năng tài chính. Đó, sau nhiều năm nghiên cứu, anh em chúng tôi đã tìm được một cái phương cách, đó là dùng thế quốc tế. Nói tóm tắt là dùng pháp lý đẩy chính trị, dùng chính trị đẩy ngoại giao. Xin lỗi, dùng pháp lý đẩy ngoại giao, dùng ngoại giao đẩy chính trị, rồi dùng chính trị để mà giải phóng đất nước. Thì bây giờ đó, pháp lý là cái gì? Ở đâu? Thì Mai Phước, cái này tôi phải nói dòng do tam quốc để quý vị hiểu cái câu chuyện này nó bắt đầu từ đâu. Thì như quý vị biết, cái bức tường Berlin nó đổ mà chờ đợi hoài chưa thấy đất nước được giải phóng, thì cựu thượng nghị sĩ Nguyễn Duy Tài
bác sĩ Nguyễn Duy Tài. Ông ta là chủ tịch Ủy ban Ngoại giao của Thượng viện Việt Nam Cộng Hòa. Ông ta có nhờ tôi nghiên cứu tìm một cái cách nào để đưa vấn đề Hiệp định Bali trở lại trên dư luận quốc tế. Thì sau khi nghiên cứu, tôi tìm đọc và thấy những cái tài liệu cần thiết và giải quyết những cái thắc mắc căn bản, thì tôi có nói với Thượng nghị tài những cái kết quả mà tôi tìm được. Thì Thượng nghị sĩ Nguyễn Duy Tài dội vàng đi từ, tuy ông ta rất là lớn tuổi lúc đó, ông ta bay qua từ Ba Lê đến gặp tôi để nói với tôi rằng chúng ta phải đi tìm những người có tâm huyết để mà áp dụng những cái mà giải pháp mà tôi đã nghiên cứu. Thì lúc đó xin quý vị cho tôi một phút. Phương ơi, em làm ơn em đóng cửa lại, cưng nước nó ồn quá anh nói không được. Thì Thượng nghị sĩ Nguyễn Duy Tài bay từ bên Ba Lê qua gặp tôi, và tôi với đã trong đêm di chuyển đến gặp một cái người gọi là trung niên, chủ tịch một cái phong trào, một cái đảng chính trị Việt Nam. Và sau đó cái người trung niên đó trở thành cơ may cho chúng ta, trở thành thượng nghị sĩ của Quốc hội Canada. Đó là Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải. Tôi có thể nói rằng đó là một cái duyên tiền định. Vì không có Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải đẩy cái chuyện này thì tôi nghĩ là nó thành tựu. Vì tôi đã dùng tất cả những cái phương tiện, những cái ảnh hưởng của tôi đối với lại những cái đảng chính trị ở Canada mà tôi có dịp cộng tác. Nhưng mà họ làm đến một cái mức nào mà thôi. Tôi còn nhớ khi chúng ta đi biểu tình ở ngoài Quốc hội, yêu cầu Quốc hội Canada phải làm chuyện A, B, C, D cho chúng ta, dân quyền, vân vân và vân vân. Thì tôi có một người bạn, ông ta tên là David Kingua. Thì ông David Kingua có nói với tôi một điều. Ông nói rằng, Thọ à, đến lúc alo, tự nhiên cái tự nhiên cái screen của tôi nó bị tắt, tôi không hiểu có chuyện gì không, xin quý vị cho tôi một phút. Thì cái người bạn của tôi là ông David Kingua đó, ông có nói rằng là đó, Thọ à, đã đến lúc các anh đi vào
Phương ơi, anh làm ơn nghe đóng cửa thì mà nó ồn quá, anh nói không được cưng. Vâng, thưa quý vị. Vâng, thưa tại vì tôi luôn luôn khi mà nói tới những cái chuyện này đó thì cái máy vi tính của tôi đó, nó thường bị những cái chuyện vậy, thì cái chuyện nó cũng không có gì lạ, quý vị biết tại sao rồi. Bây giờ tôi tiếp tục. Thì như quý vị biết đó, là cái chàng trung niên đó có cái duyên tiền định và anh ta đã trở thành thượng nghị sĩ của Quốc hội Canada, và nhờ vậy chúng ta có cái buổi họp, chúng ta được cái gọi là hội nghị bàn tròn mà quý vị có dịp đọc trên báo và coi trên những cái YouTube. Thì trong cái cuộc họp bàn tròn đó, tuy không phải là một cái gọi là Comité Senatorial, tức là một ủy ban của thượng viện một cách gián tiếp, chúng ta được cái sự tham dự của những vị chức quyền quan trọng của thượng viện Canada. Đó là những cái người mà quý vị đọc ở trong cái bảng đó, quý vị biết cái tên của những người đó. Ví dụ như ông Lang. Ông Lang là ai? Ông Lang là chủ tịch ủy ban quốc phòng của thượng viện Canada. Chúng ta có bà chủ tịch của ủy ban xin tôi không muốn nói sai, thành cho tôi một phút để tôi coi những cái tài liệu. Có ông O'Brien, bộ trưởng, phải bộ trưởng, chủ tịch ủy ban ngoại giao, và Tim O'Brien, quốc vụ khanh về các vấn đề đa dân hóa. Có David Kingua là người bạn mà tôi có dịp nói chuyện với quý vị. Thì chúng ta nhờ cái vận động của thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải, chúng ta đã được tiếp xúc, nói chuyện một cách trực tiếp với những người có trách nhiệm ở trong thượng viện của Canada. Thành ra, tuy rằng không phải là một cái ủy ban chính thức của thượng viện Canada, chúng ta đã được đặt vấn đề, trao đổi với những chính giới của thượng viện. Nhưng mà cái đặc biệt nữa là như nếu quý vị giờ đã theo dõi những cái mà YouTube thì quý vị thấy rằng thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải sẽ trên làng giúp cho chúng ta những cái gì chúng ta yêu cầu. Ông ta sẽ làm một cuộc inquiry, tức là một cái interpellation, tức là đem ra tại thượng viện để đối chất, tức là sẽ cho tất cả những đảng
cũng như đối lập, có dịp đối chất về cái phương thức mà chúng ta gọi là dùng Hiệp định Bali để giải quyết những tranh chấp ở tại Biển Đông. Thì đến đây tôi xin tạm ngưng, tôi không có nói đến những cái đề tài mà nó quá đặc biệt, là nếu mà tôi nói cái đó là tôi giúp, tôi gọi là chỉ đường cho hưu trại, vì tôi biết chắc có nhiều người mà không thích Việt Nam Cộng Hòa đang theo dõi từng bước cái gì anh em chúng ta đang làm. Có nhiều người nói rằng những cái gì anh đang làm đó nó không khả thi, thì tôi không biết tôi phải trả lời sao. Thì tôi bèn dùng cái bài hát của anh Việt Khang. Anh Việt Khang anh hát như vậy, anh nói rằng á, anh là ai mà đánh tôi, thì tôi sửa lại câu như vậy: anh là ai mà anh biết được tương lai, anh biết rằng á, cái gì có thể làm được và cái gì có thể không làm được. Anh hay quá, anh có thể thay thế tạo hóa để biết cái gì có thể làm được trong tương lai. Nếu mà có một cái người sống cái thời mà người da đen còn làm nô lệ, thì khi mà có một người da đen nói rằng một ngày nào đó sẽ có một người da đen, thì chuyện gì xảy ra? Thành ra tôi không biết, thành tôi chỉ nói với anh ta như vậy. Nhưng mà bây giờ đó, mới giờ đây tôi thấy nó có nhiều cái chuyện hay quá, thì tôi xin chia sẻ với quý vị. Cái chuyện thứ nhất là cũng như quý vị biết, nhất là những vị mà ở bên Hoa Kỳ biết rằng Mỹ và Cuba đã bình thường quá ngoại giao. Và quý vị có biết rằng đó, là cái công của Canada không ít. Thành ra đó, Canada đến bây giờ đã làm những chuyện rất là hy hữu. Ví dụ, quý vị có nhớ không, ở Nam Phi cũng là Canada đã giúp cho đến bây giờ Cuba và Mỹ đã bình thường quá cũng nhờ Canada làm trung gian. Và tôi mong rằng với cái áp lực của những nước dân chủ, công bằng sẽ được trả lại cho đất nước Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta. Nhưng mà trả lại đất nước Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta đó không có nghĩa rằng chúng ta trở về, chúng ta nắm quyền, rồi chúng ta đưa ra những cái cụ mà 90 tuổi, 95 tuổi trở về cái địa vị cũ của họ. Không phải vậy. Chúng ta phải có cái lập trường của Việt Nam Cộng Hòa, phải thừa kế, phải dùng cái lập trường của Việt Nam Cộng Hòa mới có thể. Vì cái công hàm của ông Phạm Văn Đồng, và cũng như quý vị biết, hiện bây giờ Cộng sản Việt Nam đang lúng túng. Phi Luật Tân đã đem Trung Cộng ra trước tòa án quốc tế, tòa án về luật biển. Cộng sản Việt Nam không dám, Cộng sản Việt Nam vuốt đuôi, chỉ đưa ra một bản tuyên bố rằng tòa án trọng tài phải để ý đến những cái quyền lợi của Việt Nam. Tức là muốn thưa mà không dám thưa. Còn một chuyện mà tôi thấy rất là bất công, đó là gì? Như quý vị biết, ông Lưu Văn Lợi
thuộc Hội đồng Bộ trưởng của Cộng sản Việt Nam. Ông ta nói là phải dân tộc hóa cuộc đấu tranh, nhưng mà phải quốc tế hóa vấn đề tranh chấp. Tức là đó, đem cái vấn đề mà tranh chấp Biển Đông, đem cái vấn đề Hoàng Sa Trường Sa ra trước dư luận quốc tế. Nhưng mà đến bây giờ quý vị có thấy Cộng sản Việt Nam làm cái gì mà để đem cái vấn đề Hoàng Sa Trường Sa ra trước dư luận quốc tế không? Một trong những cách làm đó là đem vấn đề ra trước tòa án quốc tế. Họ không dám làm. Tại sao không dám làm? Tại vì thứ nhất, về thủ tục họ không biết phải làm cái gì. Tại sao? Tại thường thường, thường như quý vị biết đó, thổ của một quốc gia khác thì thường đó là người ta họp cái Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lại để bàn về vấn đề. Nhưng mà nếu mà đem cái Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp cái Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lại đó, thì Trung Cộng có cái quyền phủ quyết. Trung Cộng không có cho nó vô trong cái nghị trình thì cũng không làm gì được. Rồi bây giờ đó, nếu đem Trung Cộng ra trước cái tòa án La Hay đó, thì Trung Cộng không hứa sẽ tôn trọng cái phán quyết của tòa án La Hay thì tòa án sẽ không hợp. Tại tòa án La Hay đòi hỏi phải có một cái sự gọi là đồng ý của bên bị cáo cũng như bên nguyên cáo. Thành ra về thủ tục Cộng sản Việt Nam bế tắc. Nói bây giờ đó, Cộng sản Việt Nam dùng cái tòa án về luật biển như phi luật tân thì cũng sẽ bị những cái khó khăn của phi luật tân. Đó là gì? Cái tòa án về luật biển được thiết lập bởi cái công ước quốc tế về luật biển UNCLOS, nhưng mà nó có cái điều 298 của cái công ước quốc tế về luật biển. Nó nói rằng nếu một nước mà không muốn bị đưa ra trước một cái cơ quan trọng tài thì họ có thể tuyên bố rằng họ không muốn bị đem ra trước một cái tòa án cơ quan trọng tài, thì họ sẽ không bị cái đó. Vì thế đó cho nên á, hiện giờ không ra đối chất ở tại tòa án về luật biển, và phi luật tân đã phải tìm những cái cách gián tiếp để đẩy vấn đề ra. Nhưng mà may quá, chúng ta có một cái cách. Cái cách đó là dùng cái hiệp định Ba Lê. Như quý vị biết, khi nói đến hiệp định Ba Lê thì nó có hai cái văn kiện. Cái văn kiện thứ nhất gọi là hiệp định chấm dứt chiến tranh và tái lập hòa bình ký ngày 27 tháng Giêng giữa bốn thành phần: Việt Nam Cộng Hòa, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Mặt trận Giải phóng miền Nam, tức là Chính phủ Lâm thời miền Nam Việt Nam và Hoa Kỳ. Thì theo cái hiệp ước đó thì họ đòi hỏi là, tôi đọc cho quý vị nghe: các bên thỏa thuận về triệu tập, cái đó là cái điều 19 của cái hiệp định mà chấm dứt chiến tranh mà chúng ta thường biết, mà chúng ta thường gọi là hiệp định Ba Lê. Cái điều 19 nó nói gì? Nó nói các bên thỏa thuận về việc triệu tập một hội nghị quốc tế trong vòng 30 ngày kể từ khi ký hiệp định này để ghi nhận các hiệp định đã ký kết và để bảo đảm chấm dứt chiến tranh, giữ vững hòa bình ở Việt Nam, tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân miền Nam, nhân dân Việt Nam, xin lỗi, và quyền tự quyết của nhân dân miền Nam Việt Nam, góp phần vào hòa bình và bảo đảm hòa bình ở Đông Dương. Hoa Kỳ và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thay mặt các bên tham dự hội nghị Paris về việc này sẽ đề nghị các bên sau đây tham dự hội nghị quốc tế này: thứ nhất, Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa,
Cộng hòa Chủ nghĩa Xô Viết, Liên Hiệp Vương quốc Anh, bốn nước trong Ủy ban Quốc tế Kiểm soát và Giám sát và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc cùng với các bên tham gia hội nghị Paris về Việt Nam. Tức là ai? Tức là Việt Nam Cộng hòa, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mà Chính phủ lâm thời miền Nam Việt Nam, Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Cộng, Ba Lan, Hung Gia Lợi, Canada và Indonesia. Thì ngày 2 tháng 3, sau một cuộc họp ở tại Bali, thì tất cả những cái thành phần đó đã ký một cái hiệp ước, và cái hiệp ước đã được đăng ký Liên Hợp Quốc để trở thành một cái hiệp ước quốc tế. Thì cái định ước đó là cái định ước mà chúng ta phải dùng. Là vì theo cái định ước đó, nó có cái điều 7. Cái điều 7 nó nói rằng nếu có một khi đó Cộng sản Việt Nam và Hoa Kỳ có ưu tiên có thể tái hợp cái hội nghị lại để tìm một cái giải pháp. Còn nếu mà hoặc là Hoa Kỳ hoặc là Cộng sản Việt Nam không đồng ý để cùng đồng yêu cầu tái hợp, thì chỉ cần một nước, một nước, xin lỗi, một thành phần đã ký, dẫn động thêm 5 thành phần khác để được 6/12 là tất cả mọi người sẽ hợp. Thành ra đó, tôi đã tìm được một bộ luật của Hoa Kỳ. Thì Quốc hội Hoa Kỳ đã yêu cầu hành pháp Hoa Kỳ phải tái hợp hội nghị quốc tế về vấn đề Việt Nam. Và nếu tiếp tục công quyền của Việt Nam cùng Hoa Kỳ dẫn động những cái nước khác, mà cái bước tiến đầu tiên, cái bước đầu tiên là cái bàn tròn, cái hội nghị bàn tròn mà quý vị đã nghe nói đến, quý vị đã đọc, quý vị có thể tham khảo ở trên những cái YouTube. Và trước khi mất, cố Thủ tướng Nguyễn Bá Cận cũng đã vận động một số quốc gia, nhưng mà những quốc gia đó mặc dầu đã có yêu cầu gặp của Thủ tướng Nguyễn Bá Cẩn, nhưng mà khi ông mất, thành ra cái công cuộc nó bị gián đoạn. Tiếp tục cái chuyện mà của Thủ tướng Nguyễn Bá Cẩn đã làm, thành đó là cái hành trình mà chúng ta phải đi. Và khi chúng ta tái hợp cái hội nghị quốc tế về vấn đề Việt Nam được, thì chúng ta sẽ đặt vấn đề với Trung Cộng về việc chiếm Hoàng Sa, Trường Sa, và chúng ta sẽ đặt vấn đề bầu cử tự do với Cộng sản Việt Nam. Và cái mục đích tối hậu của chúng ta đó là bầu cử tự do. Và sau khi có những sửa soạn, có những bộ luật, có những hệ thống để giải quyết những vấn đề tranh chấp về bầu cử, thì đến lúc những chánh đảng của Việt Nam phải tiếp tục cái vai trò của họ. Rồi thì đến đây tôi xin chấm dứt cái phần phát biểu của tôi, và nếu quý vị nào có những câu hỏi mà tôi có thể trả lời được thì tôi sẽ trả lời. Còn những cái gì tôi không trả lời được vì nó có thể làm khó khăn công việc đang làm thì xin quý vị thứ lỗi. Còn những cái gì tôi không biết thì tôi sẽ tìm hiểu và trở lại để giúp cho quý vị hiểu thêm vấn đề. Tôi xin cảm ơn và xin trả mic lại cho anh Lạc Việt, và xin cảm ơn nhiều. Lạc Việt xin thay mặt cho diễn đàn điện trợ khối 8406 và phong trào dân chủ Việt Nam xin chân thành cảm ơn luật sư Lâm Trấn Thọ
là một trong những người mà làm việc ở Việt viết rất là chính xác. Ông đã bỏ rất nhiều công sức, bỏ rất nhiều trí tuệ và bỏ rất nhiều cái tấm lòng để mà thực hiện một cái việc mà nhiều người cho là đội đá quá trời. Làm sao có thể lôi cái hiệp định Paris 1973 trở về với thực tế được, khi mà tình hình 40 năm qua đã thay đổi rất nhiều. Nhưng như luật sư nói, thật là may mắn, nó có một cái duyên tiền định nào đó mà Thượng viện Canada có một người Việt, và xứ Canada có một người luật sư như Lâm Trấn Thọ, và Canada lại là một thành viên đã ký vào cái hiệp định Paris 1973. Ký xong rồi Việt Cộng xua quân chiếm miền Nam, và cũng đồng thời lúc đó giao nạp Hoàng Sa cho Trung Cộng. Và sau đó Trung Cộng thừa thắng xông lên lấy luôn Trường Sa ở đảo Gạc Ma, mà bây giờ chúng ta đang xây đường sân bay trên đó. Có những việc chúng ta tưởng chừng không thể thực hiện được. Nhưng Mandela 27 năm nằm trong tù để trở thành tổng thống của Nam Phi. Rồi Cuba là cái nước gần như còn ba tên nữa, đang tiến dần về với dân chủ hóa. Công Canada cũng rất nhiều trong đó. Vậy thì theo như luật sư cho đây là cơ trời, và cũng rất cảm ơn luật sư lại nhắc đến là diễn đàn điện trợ khối 8406 đã tạo ra được một cái hứng khởi và cũng tạo ra được một cái may mắn đối với cá nhân luật sư, để có thể tìm kiếm thêm được những cộng sự viên. Và bây giờ thì bánh xe nó đang chuyển bánh. Trước hết là nó đã chuyển bánh rồi ở cái vấn đề hồ sơ thềm lục địa Việt Nam đang nộp vào cho Liên Hiệp Quốc. Và cái thứ hai nữa, một trong 12 thành viên đã ký vào Hiệp định Paris, đó là Canada. Nay Thượng viện Canada lại có hội nghị bàn tròn để bàn về vấn đề Hiệp định Paris 1973, thì có lẽ là cơ trời cũng đóng góp một phần trong cái tiến trình này. Thưa quý vị, có nhiều người nói là tại sao lại lôi cái xác chết Việt Nam Cộng Hòa lên làm gì? Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng này liệu có giải quyết được gì không? Đối với Lạc Việt thì Lạc Việt nhìn một cách rộng hơn. Chúng ta đấu tranh giải thể chế độ Việt Cộng và đi vào tiến trình dân chủ hóa đất nước bằng nhiều ngõ ngách, bằng nhiều phương tiện, bằng nhiều việc làm, bằng nhiều tổ chức và bằng nhiều con người. Do đó, Lạc Việt lấy ví dụ, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đấu tranh trong nghị trường của Quốc hội Hoa Kỳ rất tốt, để có thể nhiều tù nhân lương tâm được thả và đóng góp vào tiến trình dân chủ hóa trong những cái xã hội dân sự, vân vân và vân vân. Đây là một lãnh vực. Cái thứ hai, như luật sư Lâm Trấn Thọ và Thượng viện Canada có hội nghị bàn tròn về vấn đề Hòa đàm Paris 73. Đây là một đóng góp rất lớn trong cái tiến trình giải thể chế độ Cộng sản. Bởi vì một khi Việt Nam Cộng Hòa lại trở về với hội nghị Paris 73 trở lại để mà rà soát xem ai đã vi phạm Hiệp định Paris, thì quả thật là Việt Cộng mức đi vào cõi chết. Do đó chúng ta tôn trọng và nhiều cái phương tiện để cho chúng ta tấn công Việt Cộng chúng ta cứ làm. Rất là nhiều nhà đấu tranh dân chủ ở trong quốc nội, kể cả hải ngoại này, họ làm công tác của họ, chúng ta đừng phê phán họ, hãy để cho họ làm cái công tác của họ, bởi vì nó có cùng một mục tiêu, làm sao để giải thể chế độ cộng sản và dân chủ hóa đất nước. Ai đóng góp được việc gì rất cảm ơn việc đó. Và nếu chúng ta có thể bắt tay nhau được nhiều người hơn thì đó là việc chúng ta rất mong muốn. Như hôm nay hội luận 8406 đến với diễn đàn Thằng Ngõ, một diễn đàn rất là mới, bởi vì chúng ta đồng thuận trong một cái công tác
là đưa những thông tin có lợi cho công cuộc đấu tranh về với quốc nội, để hấp dẫn tình yêu nước của đồng bào, để mình có thể gom được cái tiếng nói chung, để mình có thể gom được những bàn tay chung làm cùng một cái công việc mà Việt Cộng nó sợ. Đó là cái mục tiêu của chúng ta. Và với sự trình bày của luật sư Lâm Trấn Thọ, có những điều chúng ta có thể được biết và có thể có những điều chúng ta chưa được biết, bởi vì cái vấn đề nó còn đang ở trong cái phần bí mật nào đó. Đối với Thượng viện Canada nó thuộc về quốc sách, thành thử chúng ta tôn trọng cái điều đó. Nhưng nếu mà cái câu hỏi của quý vị thì chúng tôi cứ welcome, trả lời được hay không tùy theo luật sư Lâm Trấn Thọ. Bây giờ thì xin mời óc thằng mỏ. Dạ vâng, Mọ cảm ơn anh Lạc Việt. Diễn đàn có nghe Mọ nói không ạ? Mọ cảm ơn anh Lạc Việt. Mọ cảm ơn luật sư Lâm Trấn Thọ đã trình bày một phần của câu chuyện Thượng viện Canada đã đặt vấn đề về hiệp đàm hội nghị hiệp định Paris và vấn đề Việt Nam Cộng Hòa. Thì bây giờ Mọ, thứ nhất là Mọ xin mời quý vị, nếu không hiểu hay là muốn hiểu thêm thì xin mời bàn tay quý vị lên, cứ trực tiếp hỏi chuyện, hỏi đặt câu hỏi với luật sư Trần Luân Lâm Trấn Thọ. Cái chủ đề về hiệp định Paris, chủ đề về vai trò của Canada và chủ đề về phương pháp mà Canada thượng viện, nên nói chung là Quốc hội Canada có thể giúp được cho chúng ta. Mọi ý mà nói chúng ta ở đây á là người Việt quốc gia và Việt Nam Cộng Hòa, tức là nói riêng và người Việt quốc gia nói chung. Mỏ có một cái câu hỏi cho luật sư Lâm Trấn Thọ. Thật ra cá nhân Mỏ thì theo như Mỏ biết là Canada không phải là thành viên ký hiệp định trong hiệp định Paris đó, cho nên là Mỏ câu hỏi đầu tiên là theo luật sư Lâm Trấn Thọ có thể giải thích thêm là cái vai trò mà Canada có thể giúp được để mà đặt cái vấn đề hiệp định Paris với quốc tế. Cái câu hỏi thứ hai của Mỏ đó là nó có liên quan đến nội dung của hiệp định Paris mà Mỏ cũng không được biết nhiều, tại vì Mỏ không phải là một luật sư, cũng không phải là một chính trị gia, chỉ là một người dân đứng lên mà muốn góp tiếng nói chống cái bọn cộng sản bán buôn dân bán nước, bọn ngoại là ngoại bạn, nói chung là chống cộng sản Việt Nam. Là theo như mọi người Mỏ biết là Mỏ là một người Việt quốc gia thì Mỏ có bổn phận phải chống chúng nó. Thì cái câu hỏi là câu hỏi thứ nhất là cái vai trò của Canada có hợp lệ, có một cái vai trò gì quốc tế, nó hợp hiến hợp pháp hay không. Cái câu hỏi thứ hai là Mỏ xin luật sư cho biết thêm một chút cái chi tiết hơn, một cách tổng quát là những cái điểm chính của hiệp định Paris, trong đó nó có một cái mà Mỏ vẫn còn thắc mắc là nó trong hiệp định Paris nó có quy định gì về cái gọi là tổng tuyển cử để mà thống nhất nước Việt Nam, gồm có trong đó nó có bao gồm là, tại vì Việt Nam theo như cái tinh thần của cái gọi là hiệp định Geneva 20 năm về trước á, thì nó phân định ra là hai cái lãnh thổ là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và cái miền Nam Việt Nam á là của quốc gia Việt Nam. Thì rồi quy định thêm về ba cái vấn đề tổng tuyển cử, nhưng mà trong tinh thần hiệp định Paris á thì theo như mọi biết á là nó có nói đến, và luật sư có nói sơ sơ là cái sự là trong hòa bình, coi như là cái gì trong hòa bình giữa hai cái phe chính phủ lâm thời Việt Nam là bọn các bọn mặt trận giải phóng miền Nam và Việt Nam Cộng hòa để tự quyết cái vấn đề thống nhất, không phải là thống nhất mà tự quyết cái vấn đề chính trị của miền Nam. Rồi còn đó là cái bọn mặt trận Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là không phải là một thành phần trong cái của hiệp định Paris mà phải là coi như là một nước riêng ở ngoài, trong khi đó Hoa Kỳ phải rút quân về nước. Có phải đó là những cái gì mà trong hiệp định Paris nó quy định hay không? Nó có nói gì về đến mà là cái quy định về sự gọi là tổng tuyển cử giữa cái miền Bắc là một quốc gia khác với trong miền Nam mà đang có cái sự đấu tranh giữa hai cái chính phủ,
Như vậy thì sự sưu lâm tới họ xin nói cho nó rõ ràng để chúng ta hiểu, và mọi nghĩ là mọi cũng cần hiểu điều này nữa, là cá nhân của mình. Cảm ơn luật sư Trần Lâm Trấn Thọ rất là nhiều ạ. Và mọi xin mời luật sư cầm mic ngay để trả lời. Quên, mọi xin trả lại cho anh Lạc Việt làm MC cho chương trình. Anh muốn mời ai đó là quyền của anh nha, mà anh Lạc Việt mời anh ạ. Vâng, xin cảm ơn anh Cà Phê Ly Sữa Đá cho tôi lên trước rồi để tôi trả lời cái câu hỏi của anh Mỏ. Anh Mỏ anh hỏi tôi vậy đó, theo tôi đó là cái gì Canada làm đó, nó có đúng theo hiến pháp hay là không? Có phải vậy không anh Mỏ? Nếu đúng anh cho tôi một cái tín hiệu, cho tôi số 5 để tôi hiểu rằng là tôi hiểu cái câu hỏi của anh. Vâng. Thì thưa anh đó, anh nói rằng cái đúng theo hiến pháp, hiến pháp nào? Nếu mà nói hiến pháp của Canada thì lẽ dĩ nhiên là tại vì Canada phải tôn trọng cái chữ ký của mình. Tại vì ông Canada ký đó là bởi một cái người đại diện của Canada để ký. Được chính phủ ủy quyền để ký và được quốc hội chuẩn y. Thì cái ông đó, ông tên là ông Michel Sào, mà tôi có dịp gặp, vì ông đó là một thành viên của cái đảng tự do. Ông ta năm nay rất là lớn tuổi rồi. Thì cái bổn phận của Canada là khi đã ký một cái hiệp ước quốc tế thì phải tôn trọng cái chữ ký của mình. Thành ra nếu Canada giúp được thì cái đó nó không có cái gì đi trái ngược lại với lại cái hiến pháp của Canada cả. Bây giờ cái câu hỏi thứ nhì của anh á, là anh hỏi rằng á, có cái điều nào nó quy định trong cái hiệp định Ba Lê về cái chuyện tổng tuyển cử giữa Việt Nam Cộng Hòa và Việt Nam với ông anh. Nếu có thì nếu đúng thì anh cho tôi một cái tín hiệu. Thưa anh Mỏ, anh nếu tôi nói đúng, nếu tôi hiểu cái đó, anh cho tôi xin một cái tín hiệu. Tôi có phải nói đúng, tôi phải hiểu đúng cái câu hỏi của anh không? Tức là anh hỏi rằng á, ở trong hiệp định Ba Lê nó có cái điều khoản nào nói về cái cuộc tổng tuyển cử? Theo hiệp định Geneva, thưa anh, cái gì mà tôi biết được thì cái hiệp định Geneva nó không có một cái điều khoản nào mà nói về, nhưng mà anh phải nhớ cái hiệp định Geneva Việt Nam Cộng Hòa không có ký. Việt Nam Cộng Hòa đó chống đối nữa, Mỹ cũng chống đối. Thành ra đó, sau khi mà các thành phần đã ký rồi đó thì họ ngồi lại để mà bàn thảo về một cái tuyên bố. Thì trong cái phần tuyên bố đó họ có nói đến một cuộc bầu cử, nhưng mà đó, không có chữ ký của ai hết. Đó là cái gì tôi biết được. Còn nếu mà anh nói về cái hiệp định Ba Lê đó, thì trong hiệp định Ba Lê nó có một điều khoản nói về bầu cử tự do để mà thống nhất đất nước. Tôi xin đọc để anh hiểu về hiệp định Ba Lê đó. Thì nó nói như thế này: điều 15 chương 5. Cái chương 5 nó có cái đề, nó có cái title, nó có một cái nó có cái chủ đề để là vấn đề thống nhất Việt Nam và vấn đề quan hệ giữa miền Bắc và miền Nam Việt Nam. Thì trong đó có cái điều 15 của cái chương 5 đó. Cái điều 15 nó nói như thế này: nó việc thống nhất nước Việt Nam sẽ được thực hiện từng bước bằng phương pháp hòa bình trên cơ sở bàn bạc và thỏa thuận giữa miền Nam, miền Bắc. Không bên nào cưỡng ép hoặc thôn tính bên nào,
và không có sự can thiệp của nước ngoài. Thời gian thống nhất sẽ do miền Bắc và miền Nam Việt Nam thỏa thuận. Trong khi chờ đợi, giới tuyến quân sự giữa hai miền tại vĩ tuyến một thời và không phải là một ranh giới về chính trị, về lãnh thổ như quy định trong đoạn 6 của tuyên bố cuối cùng của Hiệp định Geneva năm 1954. B. Miền Bắc và miền Nam Việt Nam sẽ tôn trọng khu vi quân sự giữa hai giới tuyến quân sự tạm thời. C. Miền Bắc và miền Nam Việt Nam sẽ sớm bắt đầu thương lượng thành nhằm lập lại quan hệ bình thường nhiều mặt. Trong các vấn đề được thương lượng sẽ có vấn đề thể thức đi lại dân sự qua giới tuyến quân sự tạm thời. D. Miền Bắc và miền Nam Việt Nam sẽ không tham gia bất cứ liên minh quân sự nào hoặc khối quân sự nào, không cho phép nước ngoài có căn cứ quân sự, quân đội, cố vấn quân sự, nhân viên quân sự trên đất mình như Hiệp định Geneva năm 1954 về Việt Nam quy định. Đó là cái điều khoản mà nói về thống nhất Việt Nam, tôi có dịp đọc để cho anh hiểu. Dạ, cảm ơn. Dạ, tôi xin trả mic. Vâng, xin cảm ơn anh luật sư Lập Tân Thọ. Lúc nãy hình như cái câu hỏi của anh Thành Mỏ đó, luật sư chưa nói rõ lắm, là cái vai trò quốc tế của Canada như thế nào đối với cái khi lúc mà ký kết cái hiệp định Paris năm 73. Vâng, xin mời luật sư chia sẻ cái phần đó, và sau đó thì xin mời anh ly cà phê sữa đá chuẩn bị, cũng như sau đó là anh Thành Mỏ tiếp tục. OK, thân chào diễn đàn, cảm ơn anh Lạc Việt 8406. Thì cái câu hỏi tôi muốn đặt cho sư Lâm Tấn Thọ rất là đơn giản, và đối với tôi là cái điều rất là then chốt, căn bản trong cái việc anh đang làm. Đó là hồi nãy đó thì nói anh đang nhắc đến những cái chữ ký của Canada vân vân, thì một cái chữ ký của một người nào mà đang đại diện cho một cái thể chế thì nó có cái hiệu lực và nó quan trọng, và nó sẽ không có tan biến đi khi cái người đó chết. Thế nhưng cái hiệp định Ba Lê mà Việt Nam Cộng Hòa đã ký, và cái thể chế Việt Nam Cộng Hòa đã không còn nữa sau ngày 30 tháng 4, nhưng Nguyễn Bắc Cẩn với cái sức lực của ông ta đã cố gắng mang những cái tin tức gì quan trọng vào trong Liên Hợp Quốc. Ông ta đã chết. Thì cái câu hỏi, đây là cái câu hỏi đây. Cái câu hỏi cho anh luật sư Lâm Chấn Thọ là ai và cái phái đoàn nào có thể có cái hiệu lực, có cái danh chính ngôn thuận đại diện cho thể chế Việt Nam Cộng Hòa để mà thi hành những cái gì đã ký trong Hiệp định Ba Lê 1973. Bởi vì theo như tôi tin là những người mà liên quan đến cái hiệp định đó của thể chế Việt Nam Cộng Hòa không còn nữa, và quan trọng hơn hết là cái thể chế Việt Nam Cộng Hòa không còn nữa trong đã bao nhiêu chục năm qua rồi, thì làm thế nào chúng ta có thể có những người đại diện danh chính ngôn thuận cho một cái thể chế mà không phải là có một cái chính phủ lưu vong nào mang tên Việt Nam Cộng Hòa mà đang ở nước Mỹ hay Canada? Đó là cái câu hỏi. Xin trả lại cái mic cho anh Lạc Việt, tạm một không phòng. Vâng,
Vâng, xin mời luật sư Lân Trấn Thọ chia sẻ với câu hỏi vừa qua của anh một ly cà phê sữa và cũng một phần câu hỏi của anh Thành Mõ lúc nãy. Xin mời luật sư. Vâng, cà phê ly sữa đá, anh dùng cái chữ thể chế, anh nói là thể chế Việt Nam Cộng Hòa không còn nữa. Anh nói rằng là ai có thể đại diện cho thể chế Việt Nam Cộng Hòa? Thì thưa anh, nếu anh dùng cái chữ thể chế thì nó khó hiểu lắm. Chính vì lý do đó cho nên anh đặt cái câu hỏi. Thì tôi xin nhắc lại một chuyện mà chắc anh cũng biết. Thì anh có nhớ rằng là chính ông Nguyễn Tấn Dũng trong một cái buổi họp của Quốc hội của ông ta, và trong một cái gọi là cố gắng để mà hóa giải công hàm Phạm Nhân Đồng, thì ông Nguyễn Tấn Dũng đã nói rằng trong thời chiến tranh Việt Nam có hai quốc gia, quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, mà Hoàng Sa Trường Sa thì thuộc Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên á, cái công hàm của ông Phạm Nhân Đồng lúc đó là Thủ tướng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa không có giá trị. Thì anh có nhớ rằng á, chính ông Nguyễn Tấn Dũng đã nói rằng có hai quốc gia. Thành ra đó, nếu anh dùng cái chữ quốc gia Việt Nam Cộng Hòa thì anh dễ hiểu hơn. Tại sao? Tại vì đó, cái quốc gia Việt Nam Cộng Hòa đó, nó có chính phủ, nó có lãnh thổ, nó có dân, nó được gần 100 nước công nhận. Thành ra theo cái công pháp quốc tế, khi cái quốc gia Việt Nam Cộng Hòa bị chiếm đóng, bị xâm lăng, nó không có bị biến mất, nó bị xâm lăng, nó mất cái gọi là khả năng kiểm soát lãnh thổ của nó, nhưng mà nó vẫn còn hiện hữu. Đó người ta gọi là một quốc gia de jure. Trường hợp đó nó rất nhiều. Ví dụ cái thời mà Nga với lại Đức chiếm Đông Âu, cái nước Ba Lan bị chiếm đóng, chánh quyền Ba Lan hợp pháp hợp hiến thời bây giờ đi qua London và họ tiếp tục tranh đấu, chiến đấu cho cái quyền lợi của Ba Lan. Nhưng mà vì cái hội nghị với anh ta, cho nên Ba Lan lọt vào cái vùng ảnh hưởng của Nga. Nga đã đặt những cái gọi là chính phủ thân Nga, nhưng mà Ba Lan đâu có biết. Ba Lan ở bên London họ vẫn tiếp tục cho đến khi mà Ba Lan trở về dân chủ, họ trở về quy phục. Thành ra đó, đó là trường hợp của Ba Lan, trường hợp của Thiệp Khắc, trường hợp của Tây Tạng. Thành ra mà giờ về mới vừa đây đó, anh cũng biết rằng ở Miến Điện cũng có chính phủ liên tục công quyền vậy. Anh có nhớ không, bà Aung San Suu Kyi được bầu lên làm tổng thống thì quân đội lật đổ bà, và cái chánh quyền của bà phải lưu vong. Thì chánh quyền đó họ tiếp tục hành xử như một cái chánh quyền để vận động quốc tế. Thành ra nếu mà anh gọi, anh dùng cái từ đó gọi là Việt Nam, thì cái quốc gia đó nó bị chiếm đóng, nó bị xâm lăng, nhưng nó không biến mất. Và cái chính phủ đại diện cho cái quốc gia đó là cái chính phủ liên tục công quyền Việt Nam Cộng Hòa, tức là cái chính phủ mà nó làm cái công việc của nó trước năm 1975 nó vẫn tiếp tục. Thì cái bằng chứng là ông cố thủ tướng Nguyễn Bá Cẩn đã dùng cái tư cách thủ tướng cuối cùng để nộp cái hồ sơ thềm lục địa. Thì hồ sơ thềm lục địa đã được nhận, tuy là không được đem ra cứu xét, nhưng mà đã được nhận. Thành vì lý do đó cho nên
bây giờ ông chết thì những cái người ở trong cái gọi là nội các của ông vẫn tiếp tục công việc, mà hay hơn nữa là ai đại diện cho cái quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, đó lãnh đạo của Việt Nam Cộng Hòa, đó là hành pháp thì đã có nội các của ông Nguyễn Bá Cẩn. Tại vì ông Nguyễn Bá Cẩn mất, nhưng mà còn nhiều người trong nội các của ông vẫn còn hoạt động. Và thêm nữa thì có là những cái vị dân biểu thượng nghị sĩ đại diện cho lập pháp Việt Nam Cộng Hòa. Thành ra đó là những cái cơ quan mà chúng ta có thể nói là những cơ quan đại diện Việt Nam Cộng Hòa. Đó là câu trả lời cho anh ly cà phê. Dạ tôi xin cảm ơn, tôi xin trả mic. Rồi xin cảm ơn luật sư Lâm Chân Thọ. Và bây giờ xin mời óc thằng Mó trở lại. Và một trong hai câu hỏi của thằng Mó hình như cũng chưa sáng sủa lắm, thì có thể thằng Mó hỏi lại, bởi vì luật sư có thể hình như lại quên cái câu hỏi đó thì phải. Cảm ơn anh Lạc Việt. Còn Mỏ cảm ơn luật sư Lâm Chánh Thọ. Thật ra thì câu hỏi của Mỏ nó rõ rồi, luật sư Lâm Chánh Thọ đã trả lời phần đầu tiên rồi, là tại vì thật sự Mỏ không có biết rằng là Canada là một thành viên có ký tên vào Hiệp định Paris, thì cái chuyện đương nhiên là có ký thì Canada có cái quyền tái đem cái hiệp định ra để mà tái xét hay là làm cái gì đó mà thành viên đó người ta muốn. Thành ra cái câu đó là anh luật sư Lâm Chân Thọ đã trả lời rồi. Mở rất cảm ơn anh luật sư Lâm Chân Thọ. Còn cái thứ hai, mở cũng chỉ có muốn hỏi để xác định cái ý của cái hiệp định đó đó, hiệp định Paris á, là quy trên nguyên lãnh thổ á, là có phải là một cái sự nối kết tiếp từ cái hiệp định Geneva, là xác định rằng Việt Nam có hai quốc gia mà chỉ có trong miền Nam mới có chia làm hai cái chính phủ đánh nhau, và hiệp định Paris là hiệp định mà nó quy định cái sự đó là giải quyết với chiến tranh giữa hai cái chính phủ trong hòa bình. Đó là trên nguyên tắc đó nghe quý vị, đó là theo cái này những cái gì mọi biết mọi nghe được và bỏ được nghe anh luật sư Nguyễn Trọng Hòa vừa mới giải thích, không biết như vậy có đúng hay không. Và đương nhiên là chúng ta biết á, là cộng sản nó đã xâm lược và Mỹ đã phản bội, phải dùng cái chữ đó, cái hiệp định Paris, cho nên ngày hôm nay mới có cái câu chuyện hiệp định Paris được đưa ra nhờ vào sự giúp đỡ của một thành viên ký, và nó là Canada. Như vậy á, thì nếu mà cái lập luận này là đúng á, thì mỏ hỏi anh luật sư Lâm Chấn Thọ một câu này, đó là có cần phải thành lập hay là một cái phương pháp nào đó, một cái sự nối tiếp của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, hay là chính phủ, hay là cái chữ gì đó này mỏ không rành về công pháp quốc tế, bởi vì chính phủ lưu vong cũng vẫn là một chính phủ thôi quý vị. Chính phủ đó bị bỏ chạy khỏi cái đất nước, và khỏi tuy không có đất, không có dân, nhưng mà vẫn có sự hỗ trợ của dân, của thì vẫn là một chính phủ. Thì mỏ hỏi anh luật sư Lâm Chánh Thọ rằng có cần phải thành lập một cái chính phủ quốc gia hẳn hoi, là một cái nối tiếp của Việt Nam Cộng Hòa đệ tam, bởi vì tất cả những người lãnh đạo của Việt Nam Cộng Hòa trước đó, của đệ nhị, trong sau suốt 40 năm nay thì đã già nua và nhiều người đã mất đi. Thì luật sư Lâm Chấn Thọ có thể nói rằng đây là một cái phương pháp có quyền mà có dân chính ngôn thuận nữa và có lợi nữa, để thành lập một chính quyền và chính phủ quốc gia Việt Nam Cộng Hòa đệ tam, như là một cái nối tiếp của chính Việt Nam Cộng Hòa đệ nhị không ạ? Mọi xin cảm ơn luật sư Lâm Chấn Thọ. Vâng, bây giờ trước khi trả lời câu hỏi của anh đó, anh hỏi rằng đó, nếu tôi tóm tắt cái câu hỏi của anh rồi tôi xin trả lời. Anh hỏi rằng đó, bây giờ lập ra một cái đệ tam cộng hòa để tiếp nối cái đệ nhị cộng hòa đó, vì có nhiều người của đệ nhị cộng hòa đã mất rồi này kia đó, nó có hợp lý không, có phải vậy không thưa anh? Vâng, thì thưa anh á, bây giờ chúng ta phải nói rõ
đệ nhất, đệ nhị, đệ tam là cái gì? Thường thường đó, người ta gọi đệ nhất là khi đó có một cái hiến pháp. Cái hiến pháp thứ nhất, cũng như nói là cái thời của ông Ngô Định Diệm đó, có cái hiến pháp Việt Nam Cộng Hòa đó, gọi là đệ nhất Cộng Hòa. Đó. Khi mà ông Diệm bị giết, rồi sau những cái lúc lộn xộn đó, thì có một cái hiến pháp thứ nhì, ký năm 1000, ký được... được gọi là chuẩn y bởi toàn dân năm 1967 đó, thì lúc đó chúng ta gọi là đệ nhị Cộng Hòa. Thành ra đó, thưa anh, nếu mà muốn, nếu muốn có danh chính ngôn thuận mà không có phải mà bỏ nhiều công sức, thì đó, cái chánh quyền mà hiện bây giờ đi vận động cái giải pháp này phải là cái chánh quyền tiếp nối công việc của đệ nhị Cộng Hòa. Còn nếu anh lập ra cái đệ tam Cộng Hòa đó, là phải có một cái hiến pháp thứ ba, mà cái hiến pháp đó thành ra đó, tới bây giờ nói đệ tam Cộng Hòa nó không đúng. Trong cái thời buổi này đó, khi chúng ta làm việc này, nó không có một cái hiến pháp thứ ba. Thành ra bây giờ đó, chúng ta phải để ý một cái chuyện. Cái chính phủ lưu vong đó, nó có thể được thành lập bởi tất cả những cái người nào mà công dân của cái nước bị xâm chiếm, để mà tiếp tục tranh đấu cho cái quyền lợi của cái nước bị xâm chiếm. Nhưng mà cái khổ của một chính phủ lưu vong là phải được sự công nhận của những nước đối tác. Thành ra đó, nội mà đi tranh đấu để cho cái chính phủ lưu vong đó được công nhận là mất hết ngày giờ, không có làm gì được. Chúng ta đã thấy ở Cali, một chính phủ của ông Đào Minh Quân và một chính phủ của ông Nguyễn Hữu Chánh, đó là những người mà họ cố gắng làm một cái chuyện gì cho đất nước, nhưng mà tới bây giờ họ không tranh đấu được, họ chưa tranh đấu được cái sự công nhận của những cái nước mà họ muốn có cái sự giúp đỡ, họ muốn có những cái giao tế. Thành ra đó, rất là khó. Chính vì lý do đó cho nên đó, chúng ta phải dùng một cái chính phủ gọi là liên tục công quyền. Tức là cái gì? Tức là những cái ông mà lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa, những cái ông mà được bầu bởi dân chúng, về dân quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, những ông đó vẫn tiếp tục cái công việc của họ, gọi là liên tục công quyền. Thì đó, những cái ông đó, ông đại diện một cái nước, cái nước đó bị xâm chiếm, thì nếu mà cái nước đó đã được công nhận trước khi bị xâm chiếm thì không có lý do gì mà người ta đặt lại vấn đề là công nhận hay là không công nhận ông. Là nếu có chuyện gì đó, chúng ta có thể nói các ông nhớ, các ông đã công nhận chúng tôi trước 75, khi chúng tôi bị xâm chiếm, khi chúng tôi bị xâm lăng, khi chúng tôi bị áp bức bởi bạo lực, các ông đã có ký những cái hiệp ước để giúp cho chúng tôi, các ông không làm. Các ông là những người mà có bổn phận phải áp dụng cái điều 2.4 của Liên Hợp Quốc trong những quan hệ của những thành viên của Liên Hợp Quốc. Tại sao các ông không giúp chúng tôi mà bây giờ các ông dựa vào cái gì mà nói rằng không công nhận chúng tôi? Các anh có hiểu không? Nhờ những cái căn bản đó mà khi chúng ta nói rằng chúng ta có một cái chính quyền liên tục công quyền, thì nó dễ ăn nói trên cái công luận quốc tế. Bằng chứng là anh nhớ khi mà ông Nguyễn Bắc Cẩn
qua đời, thì nội các của ông Nguyễn Bất Cẩn đã họp lại để bầu hai ông thứ trưởng, ông thứ trưởng Nguyễn Thanh Liêm và ông thứ trưởng Nguyễn Nhân Chức. Thì ông thứ trưởng Nguyễn Nhân Chức lo về vận động, và ông Nguyễn Thanh Liêm lo về cái hồ sơ tìm lục địa. Thì ông thứ trưởng Nguyễn Nhân Chức là thứ trưởng định cư, ông có tổ chức một cái gọi là phái đoàn Việt Nam Cộng Hòa để đi vận động Quốc hội Mỹ. Thì tôi có cái hân hạnh là cố vấn pháp luật của họ để đi vô gặp Quốc hội Hoa Kỳ. Thì lúc đó chúng tôi đã gặp được 8 ông dân biểu thượng nghị sĩ, không có một ông nào đặt lại vấn đề là Việt Nam Cộng Hòa còn hay không. Và chúng tôi đã gặp được cái gọi là Ủy ban Ngoại giao Thượng viện của Quốc hội Hoa Kỳ, mà cái người chủ tịch là ông John Kerry. Thì ông John Kerry đó, ông có sai những cái người mà phụ tá chính trị, phụ tá pháp lý, một số người xuống để gặp phái đoàn. Để thì ông ta những người đó họ vô cái đầu tiên đó, họ rất là sắc sược, họ không có muốn nghe chúng tôi nói, họ không muốn thiếu điều như nói là mấy anh chả có kilo nào hết. Nhưng mà họ không cho quay phim, không cho họ không cho quay phim, họ không cho thâu băng. Họ nói rằng để mà nói chuyện một cách thoải mái, thì họ nói tại sao đó mà chúng tôi phải cần cái phái đoàn nghèo nàn này, chúng tôi là nước Mỹ, khi chúng tôi muốn làm việc thì chúng tôi làm, chứ là chúng tôi tại sao cần cái phái đoàn này. Thì cái câu trả lời của tôi cho họ là như vậy. Cho nên tôi biết mấy ông mạnh lắm, mấy ông là làm thế giới, các ông muốn làm các ông có thể làm được. Nhưng có một điều tôi biết rằng cái xứ Hoa Kỳ là một cái xứ thượng tôn pháp luật, hành pháp phải có những căn bản pháp lý để bảo vệ mình. Vì khi mấy ông thất bại đó là về các ông sẽ bị thịt bởi lập pháp và tư pháp. Ví dụ khi các ông qua đánh ở bên Iraq thì mấy ông nói rằng mấy ông phải làm một cái cuộc gọi là preemptive war, tức là mấy ông phải đánh trước, vì Saddam Hussein có vũ khí tàn sát tập thể và sắp sửa tấn công Hoa Kỳ. Các ông luôn luôn đi tìm một cái căn bản pháp lý. Khi các ông muốn qua Afghanistan, các ông nói các ông đi tìm những cái tên mà trời đánh đó, nó làm sập cái tòa nhà ngày 9 tây tháng 11. Thế thì ông các nghĩa tôi nghe tại sao khi các ông đem chiếc tàu Embarkable vô trong Biển Đông rồi bị Trung Cộng ra cắt cáp, và họ làm đủ mọi chuyện mà mấy ông không có phản ứng gì hết, tại sao vậy? Có phải là tại vì các ông đó không có căn bản pháp lý? Các ông không phải là một cái quốc gia đã ký công ước về luật biển? Các ông dựa vào đâu để các ông làm những chuyện đó? Nếu có cái gì mà đổ bể ra đó thì các ông không có những cái lý lẽ để trả lời cho lập pháp hoặc tư pháp. Các ông có biết không, cái phái đoàn Việt Nam Cộng Hòa nghèo nàn này nó sẽ cho ông cái căn bản pháp lý để các ông có thể bảo vệ. Hỏi ở đâu thì tôi nói với ông có nhớ một cái điều không, năm 1973 ngày 2 tháng 3 Hoa Kỳ đã ký một cái định ước gọi là định ước bảo đảm thực thi hiệp định Paris, định ước nữa, thì Trung Cộng đã vi phạm, vì Trung Cộng chiếm Hoàng Sa Trường Sa năm 74. Cái đó nó cho ông cái lý do đó để có thể can thiệp. Và cũng cái lập luận đó tôi đã lặp lại trong một cuộc họp của cái cơ quan chiến lược Hoa Kỳ CSIS. Nếu quý vị muốn coi đó, tôi đã gửi những cái link để quý vị vô coi cái video của cái cuộc họp đó. Cái cuộc họp đó, đó nó có cái tên là To Manage Tension in Southeast Asia.
thì tôi cũng nói như vậy. Thì phái đoàn Trung Cộng đứng lên và nói rằng Quy Kỳ, các ông không có quyền can thiệp ở Biển Đông. Tôi nói không phải, các ông nói gì không đúng. Quy Kỳ không phải là không có quyền, mà họ có cái bổn phận nữa. Và tôi nhắc lại cái vi phạm của Trung Cộng. Sau khi cái đó nó cho Quy Kỳ một cái lý do để có mặt ở tại Biển Đông. Thành ra đó, nói tóm lại thưa anh, chúng ta đã gặp dân biểu thượng nghị sĩ, chúng ta đã gặp ủy ban thượng viện Hoa Kỳ, không có một ai nêu vấn đề là Việt Nam Cộng Hòa còn hay không. Thành ra nó cho phép tôi nghĩ rằng đối với họ, tuy chúng ta rất yếu nhưng chúng ta vẫn còn đó. Thành ra thưa anh á, nếu bây giờ mà cái chính phủ liên tục công quyền mà xuất hiện tiếp tục công việc, thì tôi nghĩ đại vấn đề. Và sẵn đây tôi kể cho anh nghe cái này là một cái chi tiết mà nó rất thú vị. Thì như quý vị biết là Canada có những cái liên lạc ngoại giao với là Cộng sản Việt Nam. Thì văn phòng của Thượng viện dặn tôi rằng trong khi anh phát biểu, anh không được dùng cái chữ gọi là chính phủ lưu vong. Anh không có quyền đề cập đến vấn đề đó, để tránh những cái gọi là incident diplomatic, tức là những cái khó khăn về ngoại giao cho Thượng viện. Tôi rất là thận trọng khi tôi phát biểu. Nhưng mà cuối ngày thì chính cái ông mà David King vua, ông đem cái vấn đề chính phủ lưu vong, ông đem vấn đề là chính phủ liên tục công quyền ra để ông hỏi tôi. Cái đó nó mở cửa lòng tôi. Và tôi đã cho họ thấy rằng cái tình trạng mà những cái nước bị chiếm đóng, như là những cái nước mà của Baltic đó, nước như là Lithuania, Lithuania, Estonia, bị Nga, tức là Liên Xô Nga Viết, Liên bang Xô Viết Nga chiếm đóng trong vòng 60 năm. Họ có chính phủ lưu vong, chính phủ lưu vong của họ vẫn tiếp đi, mà Liên bang Xô Viết tan rã, họ trở về. Và có những cái nước như là Tibet, rồi như là Miến Điện, như là Moluc và vân vân, nó rất nhiều. Và tôi có cái dịp mở cái cửa lòng của mình để cắt nghĩa cái trường hợp này. Đó là những cái chi tiết là xin đưa cho anh để anh biết. Và cảm ơn, tôi xin trả mic. Xin cảm ơn luật sư Lâm Tấn Thọ. Vâng, càng phút cuối thì chúng ta thấy những câu hỏi càng là gần chủ đề và rất là nóng bỏng. Bây giờ mời dân tộc tự quyết ạ. Vâng, cảm ơn rất là nhiều và kính chào quý vị anh chị trong room. Luật sư Lâm Tấn Thọ hôm nay tôi học được cái chữ là liên tục công quyền. Đó, và cảm ơn luật sư Lâm Tấn Thọ. Làm sao có thể giải thích được là cái chính phủ của Dương Văn Minh đó nó có hợp hiến hay không? Và nếu cái chính phủ của Dương Văn Minh nó không hợp hiến, thì căn cứ theo cái hiến pháp của Việt Nam Cộng Hòa đệ nhị, thì ai là cái người sẽ phải đứng lên đó để lo cái công việc mà đất nước. Tuy rằng cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa không còn hiện diện ở trong Việt Nam, nhưng mà ai là cái người vẫn còn có thể căn cứ theo cái hiến pháp để có đủ cái hợp hiến để mà nói về cái Hiệp định Paris.
À, thành ra đó là cái điểm xin luật sư Lâm Chánh Thọ nói cho nó rõ nghĩa hơn. Vì một số tôi thấy những anh chị nè, họ không có nắm vững, họ rất là confused giữa những cái tổ chức mà gọi là chính phủ lưu vong và cái gọi là giải pháp Việt Nam Cộng Hòa hợp hiến và tính cách liên tục công quyền là thế nào. Cảm ơn luật sư Lâm Chánh Thọ rất là nhiều và tôi xin trả mic lại cho anh Lạc Việt. Vâng, xin mời luật sư Lâm Chánh Thọ chia sẻ. Vâng, cảm ơn chị dân tộc Tù Quyết. Sẵn đây cảm ơn những cái mà sự ủng hộ của chị dân tộc Tù Quyết luôn luôn rất là năng nổ. Cảm ơn chị. Thì chị hỏi tôi rằng là cái chính quyền của Dương Văn Minh nó có hợp pháp hợp hiến theo cái hiến pháp đệ nhị Cộng hòa của Việt Nam Cộng hòa hay không, của quốc gia Việt Nam Cộng hòa hay không? Thì tôi số chị biết rằng á, cái điều 56.4 của hiến pháp Việt Nam Cộng hòa nói rằng nếu mà ông Trần Văn Hương mà không muốn mà tiếp tục làm tổng thống thì ông Trần Văn Hương phải trả cái quyền đối diện để ông chủ tịch thượng viện đó tổ chức bầu cử tự do trong một thời hạn là bao nhiêu đó. Thì không có nói gì tới cái vấn đề mà là tự nhiên là đưa cái đó cho một cái người không được dân tử như ông Dương Văn Minh chẳng hạn. Cái đó là cái thứ nhất. Và cái thứ nhì nữa, nếu mà chị chịu khó đọc cái hồi ký của ông Nguyễn Thành Thơ thì chị thấy rằng là Cộng sản Việt Nam đã dân giận, đã địch giận ông Dương Văn Minh. Đây để tôi đọc để chúng ta cùng chia sẻ. Cái ông Dương Văn Minh này, ông rất là tai hại cho Việt Nam Cộng Hòa. Thì ông Nguyễn Thành Thơ viết như thế này trong cái hồi ký của ông. Ông nói đó, năm 1968, anh Phạm Hùng đang chiến tranh nội bộ Ngụy sẽ mâu thuẫn, chia rẽ lật đổ nhau. Anh, tức là biểu ông Nguyễn Thành Thơ, tổ chức tranh thủ Dương Văn Minh lợi dụng thời cơ để chiếm địa vị trong ngụy quyền để thực hiện hòa hợp dân tộc, chấm dứt chiến tranh. Trung ương cuộc có điện kêu Dương Văn Nhật, vốn là tướng trong hàng ngũ Cộng sản, em ruột của Dương Văn Minh, cộng tác với tôi thực hiện. Dương Văn Nhật đến làm việc với tôi. Trước nhất tôi hỏi Dương Văn Nhật, quá trình Dương Văn Minh đối với ta có biểu lộ cảm tình gì không? Nhật trình bày, thời Ngô Đình Diệm, Dương Văn Minh đảo chánh nhiệm, đảng có kêu tôi gặp Minh, bảo với Minh khi làm tổng thống thì bãi bỏ ấp chiến lược đi. Minh trả lời sẽ bãi bỏ ấp chiến lược, nhưng chùa Phật Thiên Chúa được dựng lên theo gom dân lập ấp chiến lược được dựng giữ. Khi ta tấn công Mậu Thân, đảng bảo tôi Dương Văn Nhật đến gặp Minh. Tôi đến nhà Minh, biết Minh đi Thụy Sĩ, tôi bay máy bay đi Thụy Sĩ, biết Minh về Thái Lan, tôi theo về Thái Lan tọa mời Minh về làm, về tham gia mặt trận giải phóng và chính quyền liên hiệp. Minh nói không biết làm chính trị, việc đó dành cho ông Thọ. Tôi, Nguyễn Thành Thơ, nói với Nhật, như vậy Minh là một nhân vật trung gian, có quan điểm trung gian theo địch, vẫn có cảm tình với ta. Vậy Nhật đi làm việc với Minh là đi tranh thủ Minh lợi dụng tình hình để giành địa vị trong ngụy quyền, hiệp thương với ta thực hiện hòa hợp. Nhật nói yêu cầu như thế, ta tranh thủ hướng dẫn Minh danh quyền rất dễ, tôi tin Minh sẽ làm, hăng hái làm theo. Thì y như vậy, Dương Văn Minh lên giành được cái quyền tổng thống một cách vi hiến. Thành ra đó, khi mà Dương Văn Minh yêu cầu tất cả binh sĩ Việt Nam Cộng hòa bỏ súng thì những người lính đó họ ở ngoài mặt trận, họ không có biết về luật lệ hiến pháp, họ nghe lệnh họ bỏ súng. Thành đó là một cái đòn phản gián rất là nguy hiểm, rất là lợi hại, đã làm cho quân đội Việt Nam Cộng hòa tan rã một cách mau chóng. Rồi bây giờ chị hỏi tiếp tôi rằng á, là bây giờ trong cái thời buổi này ai có thể đại diện Việt Nam Cộng hòa? Tôi xin lặp lại rằng những người đại diện Việt Nam Cộng Hòa mà có chính danh là những người trong nội các của ông Nguyễn Bá Cận.
những người trong nội các của Nguyễn Bắc Cận mà còn sống, họ họ có thể tiếp tục đại diện. Nói ví dụ như là ông luật sư Lê Trọng Quát và nhiều người nữa, cộng thêm là đại diện của Quốc hội Việt Nam Cộng Hòa, thì có những người thượng nghị sĩ. Ví dụ như quý vị biết năm 2012, dân biểu thượng nghị sĩ của Việt Nam Cộng Hòa đã họp lại tại Cali tháng 12 để bầu ra một ủy ban liên lạc. Thì ông Duy Anh là cái người có mặt cái hôm mà hội nghị bàn tròn, là thư ký, tổng thư ký của cái ủy ban đó. Và ông đi là để đại diện những người dân biểu thượng nghị sĩ của Việt Nam Cộng Hòa. Đó là những người đại diện Việt Nam Cộng Hòa đó. Xin cảm ơn, xin trả mic. Cảm ơn luật sư Lâm Tân Thọ. Xin lỗi ở thằng mỏ nha, anh hỏi hơi nhiều, thành thử là anh xin anh vui lòng đứng sau một chút đấy. Bây giờ người, mọi người đứng xa nhà, sau đó mời suy thợ và người cuối cùng là anh thằng mỏ. Và mọi người đứng xa nhà. Vâng, mời người đứng xa nhà. Óp có lẽ là bị cái trục trặc kỹ thuật gì đó, lên micro liên tục. Mời người đứng xa nhà. Dạ, trước hết xin chào tất cả anh chị em trên diễn đàn và các chiến hữu. Sau đó xin chào luật sư. Tôi có một câu hỏi là như vậy, mà trước câu hỏi đó thì tôi muốn nói với anh Lạc Việt. Hồi nãy đó anh nói là cái sao là cái xác chết của Việt Nam Cộng Hòa. Mà tôi muốn nói rõ với anh là như vậy nè, Việt Nam Cộng Hòa chúng ta chưa chết. Việt Nam Cộng Hòa chúng ta còn sống. Mà chỉ có cái xác chết của Hồ Chí Minh thôi. Hoàn toàn đó là cái xác chết Hồ Chí Minh, chứ Việt Nam Cộng Hòa chúng tôi còn sống. Cho nên tôi muốn hỏi luật sư rõ một câu là như vậy. Chúng ta có cần phải vực dậy Việt Nam Cộng Hòa hay không? Chúng ta có cần phải vực dậy Việt Nam Cộng Hòa hay không? Hay là những người Việt Nam Cộng Hòa là những người đứng đằng sau trong công cuộc chiến đấu này? Cho rõ hơn, đó là câu hỏi tôi muốn hỏi luật sư. Và cảm ơn tất cả anh chị em diễn đàn và cảm ơn luật sư. Vâng, xin cảm ơn người lính xa nhà. Lạc Việt xin được lặp lại. Người lính xa nhà correct Lạc Việt cái vấn đề đó thì rất là hợp lý thôi, nhưng mà thật sự nó không phải vậy. Khi mà Lạc Việt nói có những người, người ta coi rằng đó là xác chết Việt Nam Cộng Hòa, thì bây giờ lôi lên làm gì nữa? Đấy là quan điểm của một số người. Lạc Việt xin được lặp lại như vậy, chứ không phải là đấy là đấy là cái ngôn từ của Lạc Việt vậy. Nói về Việt Nam Cộng Hòa như vậy đâu. Vâng. Bây giờ thì xin mời luật sư Lâm Tân Thọ. Vâng, tôi rất là vui khi nghe anh lính, người lính xa và xa quê hương khẳng định rằng là chúng ta chưa có chết.
và anh hỏi đó có cần phải vực lại Việt Nam Cộng Hòa không? Thưa anh á, chúng ta vẫn còn, nhưng mà muốn hoạt động thì chúng ta phải cần những cái cơ quan mà đại diện chúng ta, họ tiếp tục cái nhiệm vụ của họ. Thành ra đó, nói chữ vượt lại thì nó cũng tối nghĩa cái chữ phục hoạt hơn. Phục hoạt trở lại, tức là đó, cũng như một cái máy nó bị rỉ sét lâu quá nó không chạy. Bây giờ đó, chúng ta đó, đổ nhớt, đổ xăng, quay lên cho nó chạy lại. Đó là cái chữ phục hoạt. Thành ra đó, những người nào mà đã từng đã ăn trên ngồi trước lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa, họ có cái bổn phận, họ có cái trách nhiệm tiếp tục cái nhiệm vụ của họ. Họ đã được hưởng quá nhiều những cái quyền lợi của đất nước. Đến lúc này là cái lúc Việt Nam Cộng Hòa cần họ. Nếu quý vị biết được họ, quý vị nói với họ rằng cái quá khứ đó nó không quan trọng. Các ông có bỏ chạy hoặc các ông ở lại ở tù, nó không thay đổi được tình hình. Nhưng hiện giờ xuất hiện là các ông không làm tròn cái nhiệm vụ mà chúng tôi đã giao phó cho các ông. Cái đó là cái gì đó mà tôi nói, tôi trình lên những cái người mà đã được bầu, những người đã nắm những cái quyền lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà nếu muốn làm như vậy thì chúng ta phải vận động tinh thần của họ. Thành ra có nhiều người chỉ trích, mắng mỏ, nói rằng họ là những người có những cái lỗi ABCD gì. Tôi gian xin chúng ta tạm quên, chúng ta để cho họ đối công chuộc tội, để cho họ tiếp tục cái nhiệm vụ của họ. Tại vì đó có nhiều người họ rất có khả năng, nhưng mà trong cái thời buổi 30 tháng 4 70 họ làm gì được. Cho nên xin quý vị vận động tinh thần họ để cho họ tiếp tục cái nhiệm vụ của họ. Chúng ta đang cần cái chính danh, mà họ là những người có thể cho chúng ta cái chính danh đó. Tôi xin cảm ơn quý vị. Và trước khi tôi chấm dứt thì anh Sanh Rì đó có post một cái video, và cái video đó phải nói rõ ra đó là cái bữa họp của cơ quan chiến lược quy kỳ CSIS được chủ tọa bởi ông Joseph Dung, thứ trưởng quốc phòng của Hoa Kỳ chứ không phải của Canada, để bàn về những cái cách mà giải quyết mâu thuẫn ở Biển Đông. Thành ra nếu quý vị muốn coi thấy đó, cái phản ứng của ông Joseph Dung khi tôi trình bày cái cách dùng hiệp định Ba Lê để mà ông với ông Dung, thì ông phản ứng rất thuận lợi. Quý vị coi cái video mà anh Sanh Rì post lên. Dạ tôi xin tạm biệt. Xin cảm ơn luật sư Lâm Nhân Thọ. Và bây giờ thì xin mời Ốc Suy Thật. Dạ vâng ạ, cho Suy Thật xin thank you chú Lạc Việt và xin kính chào Xiến Đen. Cho Suy Thật hỏi cái này là em chỉ nói cái ý của em để cho luật sư Lâm Trung Thọ và Diễn Đàn xem có là em có hiểu đúng cái vấn đề mà mình đang nghe không. Kính thưa Diễn Đàn, cái vấn đề mà chúng ta đang nghe thì có thể diễn giải như thế này rất là dễ hiểu, là giống như là bây giờ là nhà có Suy Thật ở đây và nhà anh Thần Mỏ là nhà next door, là nhà kế bên, thưa quý vị, và có sự tranh chấp giữa gia đình của anh Thần Mỏ và gia đình có Suy Thật, hai bên đánh với nhau. Nhưng mà cuối cùng thì chúng tôi đồng ý là thôi hòa bình, không có ai lớn, không có ai chiến tranh với ai nữa hết. Sau đó thì chúng tôi làm nhờ hàng xóm vòng quanh đó 7-8 người lại làm chứng và ký tên vào, và anh Thần Mỏ và Sứ Hà cũng đồng ý ký tên vào là nhà anh ở nhà tôi ở, không có ai qua nhà ai nhá, không có ai phá cái hàng rào để qua hết. Sau đó thì mọi người ký tên vào.
Xong rồi đó thì sau anh thằng mỏ lại đổi ý, bắt đầu ăn hiếp mình, tấn công qua bên nhà mình, đánh đuổi mình đến nỗi gia đình của mình phải bỏ căn nhà của mình để dọn đi, và gia đình thằng mỏ qua chiếm luôn cái căn nhà của mình. Như thế đó, đó thì bây giờ mình muốn là nhờ những người láng giềng ngày xưa đó đã ngồi lại ký tên vào trong cái thỏa ước này đó, là giúp đỡ cho mình làm sao để mà mình đó là lấy lại căn nhà của mình. Thì có phải là em phải làm sao chứng minh được cái người nào đó trong cái gia đình của em phải chứng minh được là đã là thân nhân dòng họ có xuất hợp để làm cái điều này không ở thưa thưa luật sư Lâm Trấn Thọ? Nó cũng giống như trong cái hiệp định Paris, nó là giống như là trong cái hiệp định Paris vậy đó, thằng cộng sản Bắc Việt vi phạm hiệp định Paris để tấn công miền Nam Việt Nam, thì là những cái nước đã hợp vào trong đó ký có nước Anh, có Nga, Pháp, Mỹ và Việt Nam, trong đó có Cambodia, hình như Lào nữa, hai ba nước Đông Dương, hai nước Đông Dương nữa. Thì là bây giờ đó làm sao cái vấn đề là chúng ta chứng minh được cái người á, giống như là chúng ta đang nói là công nhận công quyền, liên tục công quyền của Việt Nam Cộng Hòa, để mà chúng ta nhờ những cái người đã ngày xưa đã ký vào trong đây để mà giải quyết vấn đề này. Có thể như thế không hở? Có phải là em hiểu như vậy có đúng không hở? Thưa luật sư Lâm Chứng Thọ, cho em mời Táp Lạc Việt và dạ, thank you diễn đàn. Thank you luật sư Lâm Chứng Thọ luôn ạ. Và xin mời luật sư Lâm Chứng Thọ ạ. Và chúng ta sẽ đúc kết thảo luận hôm nay sau câu hỏi cuối cùng của anh Xuân Hồng 12. Vâng, xin mời luật sư. Vâng, cô Suýt Hạt đó rất là thông minh, tôi làm cho tôi rất là vui lòng, và vui mừng cái cách mà giảng giải cái giải pháp Việt Nam Cộng Hòa của cô đó rất là dễ hiểu và thưa đúng. Cô nói rất là hay. Thành ra đó cô đã hiểu được cái giải pháp Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng chỉ có một cái đó là cô phải nhớ cái tên của 12 nước đã ký vào cái giao kèo, người ta gọi là định ước bảo đảm thực thi hiệp định Paris. Thì cái 12 cái anh mà láng giềng đó, đó cái 12 là anh láng giềng, chính anh láng giềng đó, mà đã ký vô đó, cô phải nhớ đó là Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Cộng, Canada, Ba Lan, Hung Gia Lợi và Indonesia, không có dính dáng gì Lào với Campuchia trong đó. Tôi lặp lại: Anh, Pháp, Mỹ, Ba Lan, Hung Gia Lợi, Canada, Indonesia. Cái gì cô hiểu đó rất là hay, rất là, và cô phát biểu trở lại đó, rất là dễ hiểu. Xin cô cắt nghĩa cho những người mà cô có dịp gặp mà người ta hỏi giải pháp Việt Nam Cộng Hòa là gì, đúng y như cái điều của cắt nghĩa. Và xin cảm ơn. Thưa, xin trả mic. Vâng, xin mời ông Thằng Mõ và sau đó xin mời Xuân Hồng và chúng ta sẽ đi vào phần đúc kết. Dạ vâng, cảm ơn anh Đặc Việt, cảm ơn luật sư Lâm Trấn Thọ. Mỏ còn cái câu hỏi này nữa, là mỏ rất là thỏa mãn cho cái buổi hội luận ngày hôm nay, riêng cá nhân của mỏ với sự học hỏi được, bởi vì từ trước đến nay mỏ chưa có từng được hiểu rõ ràng về cái giải pháp Việt Nam Cộng Hòa. Ngày hôm nay nó rất là sáng tỏ và mỏ rất là ủng hộ cái liên tục công quyền, và mỏ mong là mọi tất cả người dân Việt Nam nào mà chống cộng đó, ủng hộ liên tục công quyền của Việt Nam Cộng Hòa, với một cái đương nhiên là họ phải hiểu Việt Nam Cộng Hòa và cái chính nghĩa của nó, thì cái điều này chúng ta đang làm. Nhưng mà làm sao để có thể hỗ trợ là
làm sao để mà hỏi, đây là câu hỏi của mỏ với luật sư Lâm Trắng Thọ, làm cách nào để quảng bá cái liên tục công quyền, để người dân Việt Nam ủng hộ liên tục công quyền, tức là Việt Nam Cộng Hòa chính nghĩa, nhưng mà người có nhiều người họ không hiểu cái phương pháp liên tục công quyền, để coi như là cái phương pháp để mà duy trì cái Việt Nam Cộng Hòa ở hải ngoại, hay là ở duy trì Việt Nam Cộng Hòa. Thì luật sư Lâm Trấn Thọ có thể cho biết là cái phương pháp nào, có cái phương pháp nào để mà quảng bá cái liên tục công quyền được hay không ạ? Có phương pháp nào và để cho những người như mỏ có thể sẽ góp một cái công vào để mà quảng bá cái liên tục công quyền, và được luật sư Lâm Trấn Thọ có nói rằng cái phương pháp của liên tục công quyền á, là cái process đó, là các vị cựu nghị sĩ, thượng sĩ, nghị sĩ, thượng nghị sĩ của Việt Nam Cộng Hòa họp với nhau lại và bầu cho những người kế tiếp. Như vậy thì cái phương pháp này có được tiếp tục hay không? Vậy xin luật sư Trần Trấn Trấn Thọ cho hiểu rõ, để chúng ta mỏ thì muốn là được họ quảng bá cái liên tục công quyền đó, đó như là cái phương pháp thay vì, tại vì có nhiều người họ muốn lập chính phủ lưu vong, tức là họ không có ủng hộ liên tục công quyền, cho nên mỏ mới xin là nếu làm phương pháp nào chúng ta có thể thuyết phục để cho họ ủng hộ liên tục công quyền, thì xin luật sư Lâm Trấn Thọ cho biết. Cảm ơn luật sư Lâm Trấn Thọ. Vâng, bây giờ tôi xin lặp lại, tại vì có một cái chuyện mà anh Mỏ cũng chưa có nắm rõ. Tức là như vậy, hiện giờ đó, cái Quốc hội Việt Nam Cộng Hòa gồm có 210 mấy vị, vừa dân biểu vừa thượng nghị sĩ. Thì những cái vị đó, một số đã qua đời, một số còn lại. Thì cái số còn lại đó, để mà muốn hoạt động đó, họ phải họp lại với nhau để họ bầu ra một cái ủy ban liên lạc. Chúng ta còn được khoảng chừng 50-60 vị đó còn sống, thì họ họp lại, họ bầu ra một cái ủy ban. Cái ủy ban đó có cái bổn phận phải liên lạc, mỗi khi đó cần hỏi ý kiến họ thì liên lạc để hỏi ý kiến. Và cái người đó mà cầm đầu cái ủy ban đó là thượng nghị sĩ Lê Châu Lộc ở Cali, ở Nam Cali, và cái người mà năng nổ, cái người thư ký năng nổ đó là ông dân biểu Bùi Thiện Nhân, tức là nhà báo Vi Anh đó. Thành ra đó chứ không phải cái vấn đề là mấy ông dân biểu ông bầu cái người thay thế ông, và không đúng, cái đó không có đúng. Những người mà đã được bầu mà còn sống, mà còn muốn làm việc cho đất nước, họ đã họp lại và họ bầu ra để mà mỗi khi có chuyện gì thì liên lạc để mà hỏi ý với nhau. Thành ra đó là cái gì tôi muốn anh Mỏ hiểu rõ. Anh Mỏ hỏi tôi bây giờ đó có cách nào để quảng bá không, thì thưa anh, cái cách mà tôi đã dùng cho tới bây giờ, tức là tôi đi diễn thuyết và đồng thời tôi đến một cái thủ đô nào, một cái thành phố nào, thì thường thường có những người cảm tình viên, có những người đồng ý, họ lập ra một cái gọi là cơ sở bất vụ lợi, gọi là Việt Nam Cộng Hòa Foundation. Thì ở dưới Cali đó có một cái Việt Nam Cộng Hòa Foundation, mà cái người mà trách nhiệm là anh Hồ Văn Sinh. Ở Seattle có một cái Việt Nam Cộng Hòa Foundation mà người năng nổ mà chịu trách nhiệm là anh. Ở thành phố Vancouver của anh Lạc Việt thì có một nhóm thần hữu. Tôi có dịp xuống đó để mà trình bày những cái ý kiến đó, thì họ tiếp tục công việc. Ở Atlanta có một nhóm, ở Salt Lake City cũng có một nhóm, ở dưới Las Vegas cũng có một nhóm,
thì đó là cái phương cách mà tôi đã làm cho tới bây giờ để mà truyền bá những cái ý tưởng về chính phủ liên tục công quyền và cái giải pháp Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà lẽ dĩ nhiên nó còn nhiều thiếu sót lắm. Thành ra những cái vị nào cái giải pháp Việt Nam Cộng Hòa thì quý vị cứ tự nhiên mà truyền bá cái đó dùm. Và nếu có cái gì không hiểu thì tôi sẵn sàng giúp đỡ quý vị. Nếu quý vị cần tài liệu tôi có thể giúp đỡ quý vị. Tuyệt đối tôi không đồng ý xin tiền. Không bao giờ tôi xin một cách nào. Tất cả phương tiện đều từ túi tiền của tôi ra mà thôi. Nhưng mà có nhiều gì, có nhiều thân hữu họ muốn giúp đỡ thì họ ngồi lại với nhau, họ lập ra những cái tổ, rồi họ gây ra những cái buổi sinh hoạt, rồi họ dùng cái phương tiện đó để đó là cái chuyện nội bộ của họ. Tôi xin cảm ơn anh Mỏ đã hỏi câu hỏi và tôi xin trả mic. Vâng, và câu hỏi cuối cùng là người lính xa quê hương hỏi dùng cho Phù Vân, nối Phù Vân. Xin mời người lính. Dạ thưa trước hết, tôi muốn nói rõ là câu hỏi này đó là của không phải riêng Phù Vân không, mà hỏi rất nhiều người trong nước muốn hỏi câu hỏi này. Tức là ngày hôm qua đó trên diễn đàn này có rất là xôn xao cho vấn đề là ở Việt Nam hiện tại á, là đèn Noel cũng đã trưng lên, nhưng mà đa số những building lớn và đa số những cơ quan của chính phủ, của tụi cầm quyền Việt Nam á, nó đã treo đèn lên, nhưng mà đa số là có những cái hình ảnh của cái lá cờ, là lá cờ đó là lá cờ của Mặt trận Giải phóng miền Nam. Tức là bên trên á là một phần màu xanh, ở giữa là ở dưới là màu đỏ ấy, mà màu đỏ màu xanh hai cái nó lộn qua lộn lại, nhưng mà ở giữa là ngôi sao vàng. Xin luật sư, nếu đặt trường hợp như vậy đó, là lý do tại sao bây giờ nó là như vậy mà hoàn toàn không có một lá cờ đỏ sao vàng nào lên mà nó treo những cái hình ảnh như vậy, thì có thể đây là một cái bằng chứng hoặc là một cái gian xảo của chúng nó để chiếu lên, hoặc là để cho thấy rõ đó là hình ảnh của chúng nó hiện tại đó là Mặt trận Giải phóng, chứ không phải là của cái tổ treo cả kể cả hai. Nhưng mà hôm qua anh nghe đó thì nói rằng mới sao cái cờ đỏ sao vàng thì rất ít, mà đa số là cái cờ của Mặt trận đó. Thì luật sư có thể hiểu rằng lý do gì tại sao chúng nó làm như vậy, đó là một câu hỏi mà hôm qua đó là có rất nhiều anh chị em trong diễn đàn này ở tại Việt Nam đặt câu hỏi, mà bên này chúng tôi hoàn toàn không biết gì để trả lời. Thì xin luật sư, có thể tụi nó muốn làm cái gì, hay là tụi nó muốn muốn có những cái gì đó đó mà mình chưa thể được, mà xin luật sư có thể cho biết rõ là dự đoán của luật sư thôi, chứ chưa chắc cho luật sư đã biết được ý của tụi nó. Thì luật sư có thể đó là một sự người thông minh thì lên có thể đó, theo ý người Việt Nam á, là có thể tụi nó dựng lên một cái hình ảnh của cái Mặt trận Giải phóng Việt Nam ngày xưa để cho mọi người thấy rõ là chúng nó hiện tại là do Mặt trận Giải phóng đang cầm quyền, chứ không phải cái tụi bá quyền của thằng chó Hồ Chí Minh đó. Cảm ơn tất cả. Đó là cái câu hỏi của người trong nước đó, xin luật sư giải thích cho rõ nếu luật sư biết rõ. Cảm ơn. Vâng, cái câu hỏi này đáng giá 1.000 vàng, thật là 1 triệu đô la. Thưa anh, tôi cũng như anh, tôi cũng đoán ngọ. Thì tôi thấy ở trên cái này có hai người, có hai cái chat, xin lỗi,
của anh Massena đó cách nghĩa một phần nào cái lý do tại sao mà tụi nó đang muốn dùng cái cờ, cái cờ và cái gọi là cái tên Mặt trận Giải phóng miền Nam. Thì quý vị đọc những cái gọi là chat của anh Massena thì quý vị hiểu được một phần nào. Nếu mà tôi trả lời thì có vẻ quá là chủ quan. Nhưng nó có nhiều cái chuyện đó mà thưa quý vị, nó xảy ra đó mà tôi mặc dầu mình không muốn chủ quan, mình cũng phải đặt những câu hỏi. Ví dụ, sau khi mà cái phái đoàn Việt Nam Cộng Hòa gặp Thượng Viện và sau khi tôi trình bày như mà tôi đã nói với quý vị, tức là đó hành pháp khi họ muốn đi tìm một cái lý do nào đó để mà họ hành xử ở ngoài xứ Hoa Kỳ thì luôn luôn đó, họ đi phải đi tìm một cái căn bản pháp lý. Thì tôi cái nghĩa cho họ đó, cái căn bản pháp lý là cái hiệp định Ba Lê mà Trung Cộng đã ký vân vân. Dài tuần lễ sau chúng ta nghe cái gì? Chúng ta nghe bà Hillary Clinton tuyên bố Biển Đông là quyền lợi cốt lõi của Hoa Kỳ. Rồi đó, sau cái vụ mà gọi là hội nghị bàn tròn về hiệp định Ba Lê, tự nhiên treo cái cờ của Mặt trận Giải phóng miền Nam ở Sài Gòn để mừng Giáng sinh. Cái gì vậy? Thì nó có nhiều cái chuyện mà không muốn chủ quan, chúng ta cũng phải nghĩ rằng nó có những cái dính dáng gì đến cái giải pháp mà chúng ta đang làm. Thì tôi để cho mọi người tự đặt câu hỏi và tự trả lời. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nó có những cái dính dáng. Quá mệt. Tôi xin được đi ngủ để ngày mai tôi phải làm dỗ cho ba tôi nữa. Và cảm ơn nhiều. Và xin cảm ơn quý vị đã tham dự và đã tìm hiểu cái giải pháp Việt Nam Cộng Hòa. Lạc Việt xin thay mặt cho diễn đàn điện cờ khối 8406 và phong trào Dân chủ Việt Nam xin chân thành cảm ơn luật sư Lâm Tấn Thọ. Ở nơi luật sư thì có lẽ là đã 1:30 sáng rồi, và chúng ta cũng biết luật sư là một cái người luôn luôn là để hết tâm huyết vào trong một cái giải pháp, đó là giải pháp Việt Nam Cộng Hòa. Hiệp định Paris 1973 đó là một trong những cái mấu chốt để chúng ta có thể lật đổ bạo quyền Việt Cộng. Đây cũng là một con đường rất quan trọng. Nếu mà kiếm được 6 thành viên đã ký, các quốc gia đã ký vào Hiệp định Paris thì cái chuyện này có thể xảy ra. Và chúng ta trong cái tiến trình đang là tiếp tục tranh đấu đây thì bất kỳ giải pháp nào mà có lợi cho công cuộc đấu tranh này chúng ta đều hết lòng để mà yểm trợ. Vâng, xin tặng những cái bó bông thật là tốt đẹp cho luật sư Lâm Tấn Thọ cũng như cho tất cả những người đang vì đất nước, vì mẹ Việt Nam mà đang tiếp tục đấu tranh ở trong quốc nội. Họ đấu tranh một cách gay gắt và đấu tranh một cách gian khổ bởi vì họ đối diện với nhà tù, họ đối diện với cái vấn đề bao vây kinh tế, họ đối diện với những cái sự khốn khổ của công an, mà vào trong đồn công an thì có thể bị vứt xác ra ngoài và nói rằng tự tử. Thành thử nguy hiểm vô cùng. Chúng ta hãy tặng những bó bông cho họ. Và chúng ta phải là một cái hỗ trợ về phía đằng sau. Chúng ta phải là một cái hậu phương vững chắc. Hậu phương vững chắc là một hậu phương mà chúng ta yểm trợ tinh thần và vật chất, chứ không phải là chúng ta hết nói xấu người đấu tranh này đến nói xấu người đấu tranh khác. Chúng ta không cần thiết phải làm như thế. Chúng ta hãy nhắm vào cái công cuộc đấu tranh chính của đất nước của chúng ta. Và tất cả những người nào nằm trong cái mục tiêu này chúng ta đều vào cặp. Và bây giờ thì xin mời các bạn cùng giơ tay lên để thể hiện quyết tâm của chúng ta. Chúng ta cần thể hiện quyết tâm bằng cách giơ tay lên, thể hiện quyết tâm. Đây cũng là một trong những cách mà chúng ta thể hiện quyết tâm trong một bài hát rất quen thuộc. Hôm nay chúng ta nhớ đến
người chiến sĩ Việt Dũng, hôm nay là dấu đầu năm của anh. Người chiến sĩ Việt Dũng đã ra đi, nhưng ước vọng của anh, của anh Việt Dũng vẫn còn nằm nơi trái tim của chúng ta. Chúng ta hãy tranh đấu theo gương của anh Việt Dũng vì một đất nước có tự do, có dân chủ và vẹn toàn lãnh thổ. Dĩ nhiên, tà quyền Việt Cộng sẽ phải đuổi về với Trung Cộng. Xin mời các bạn tiếp tục hát những con ông nhận biết những cái lời kinh doanh, lời trọng cây kinh doanh tiền nhân của chúng ta đã áp đặt bằng tiền nước này. Thank you.
Việt một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn đã tặng những bó bông tươi đẹp và đã giơ tay lên để thể hiện quyết tâm chúng ta cùng đồng hành với tất cả những người tranh đấu trong quốc nội và những người đang tranh đấu ở hải ngoại này. Bất kỳ một công tác nào, một nghiên cứu nào có sức mạnh để dập sập tà quyền Hà Nội và xây dựng dân chủ hóa đất nước, chúng ta đều hỗ trợ. Và một lần nữa Lạc Việt xin cảm ơn quý ốc và ban điều hành của diễn đàn Hàng Mỏ, cũng như quý đài radio và quý website, và đặc biệt cảm ơn tất cả những chiến sĩ truyền thông của 8406 đã giúp cho hội đoàn 8406 luôn luôn được thực hiện một cách liên tục từ 336 buổi hội luận từ trước tới giờ. Và bây giờ thì Lạc Việt xin được trao lại cái mic cho quý ốc điều hành của diễn đàn.